bộ bình 3 cốc, hàng này tiếp tục về phục vụ các bác nhá. Lên mã cho em sẽ là bộ bình 3 cốc này. Giá thì vô cùng là hợp lý luôn. Bao nhiêu tiền nhỉ? 90.000 nhá. 90.000 một cái bộ bình 3 cốc đẹp nha. Bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một chiếc bình. Các bác có thể giữ nóng giữ lạnh 12 tiếng này. Đấy. Bình sẽ là 500ml, pha trà, pha nước các thứ vào đây cho em. Rất ok nhá. Có nắp đậy đầy đủ luôn. Đấy. Và một cái hay nữa là cái nắp mở nhanh. Đấy thì các bác chỉ ấn vào đây. Sau đó là các bác rót nước ra và khi nào mà các bác rót xong các bác ấn vào đây thì nó sẽ lại bắt đầu nó đóng kín lại. Đấy. Coi như cái này nó là một cái phần để các bác lọc cái bã chè luôn, rất là tiện nhá. Đấy, ấn vào đây là nước sẽ ra, còn không là các bác để không là nước không thể ra được nhá, rất kín luôn. Và đi kèm sẽ có là ba cái cốc như này. Ba cốc nhà nhá, ba cốc. Đó, ba cái cốc nhà. Cốc sẽ là cốc hai lớp luôn. Đấy, cốc hai lớp và cốc inox nhá. Đấy, rất chất lượng luôn. Con này sẽ gồm có là một bình 3 cốc. Hàng vẫn được nhộp nhá. Các bác có thể mua về làm quà biếu tặng cũng rất ok. Lên mã nha, sẽ là bộ bình 3 cốc. Một bình và 3 cốc nhá, thì lên mã là bình 3 cốc này. Giá sẽ là 90.000 bộ nha. 90k bộ thôi. Giá rất là hợp lý, dễ mua. 90k một cái bộ bình 3 cốc này. Mua về các bác đi cắm trại rồi là đi chơi đi du lịch picnic cho mình ngồi mình uống trà, đấy đi câu cá cũng rất hợp lý nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là mã hàng tăm bông. Tiếp tục lại về sản phẩm đó là tăm bông nhé. Lên mã cho em sẽ là tăm bông này. Con này thì bán từ nọ rất là nhiều rồi. Dòng tăm bông hai đầu và chất liệu sẽ là cốt tông. Đấy, dùng rất là tốt và nó là dòng tăm bông khử trùng nhé. Đấy, tăm bông khử trùng. Đây, tăm bông hai đầu này. Hai đầu tăm bông nhé. Đây, hai đầu luôn. Đó, đeo hai đầu luôn. Một đầu nhọn, một đầu tù này. Sử dụng rất ok nhé. Một cái hộp này sẽ là 200 chiếc tăm bông. Toàn bộ sẽ đều được là được tiệt trùng hết rồi. Đấy. Đây, 200 chiếc này, chất liệu sẽ là cốt tông nhá. Đấy, chất liệu cốt tông, dùng cực kỳ thích luôn. Đó. Rất ok, với một cái mức giá thì đang rất là hạt rẻ các bác luôn. Nên mã cho em sẽ là hộp tăm bông. Thì tại vì em đang bán giá sẽ là 20k, nên mã cho em sẽ là tăm bông này. Tăm bông 20.000 cho một cái hộp tăm bông như này. 200 chiếc luôn, 200 chiếc nhá. Giá rất là tốt phụ bác luôn, tăm bông 20k một hộp nhá, một hộp là 200 chiếc, giá rất tốt. Dòng tăm bông khử trùng, tăm bông cốt tông 200 chiếc nhé. Vòng kéo cắt tôn của Kabushi Japan. Con này thì hàng quá chất rồi mà bán cũng rất là nhiều. Bác mua những cái con kéo cắt tôn ở cửa hàng nhiều khi là nó thiết kế nó vẫn là thiết kế những cái dòng thiết kế cổ xưa nên là cắt nó rất là khó cắt, thì con này là dòng thiết kế đời mới, thiết kế thông minh thời hiện đại nhá. Thì cắt rất là ngọt ngào mà rất là dễ cắt và giúp công việc bác nó thuận lợi và nó đẩy nhanh tiến độ hơn. Đấy, cắt cực kỳ ngọt, cắt cực kỳ nhanh và nó sắc bén nhá. Con này thì cái lưỡi của nó không gì chê, lưỡi siêu sắc bén luôn. Và kìm lại còn có cả trợ lực luôn nhá, có cả trợ lực. Đấy, trợ lực đẩy cho bác luôn. Và ngoài ra là con này thiết kế một góc vát 45 độ, nhìn này. Đấy, vát một góc 45 độ mà khi mà các bác cắt nó sẽ đi rất là dễ đi. Đấy, không như những dòng kéo thường là các bác cứ bị lách luồn rồi các bác đẩy nó rất là khó. Thì con này các bác thế các bác đẩy thôi. Đẩy và bóp, đẩy và bóp là cứ thế đi nhá. Cắt rất là ngọt ngào thôi các bác. Em cắt các bác xem này. Đây nhá. Ở đây không? Cắt cực kỳ ngọt ngào, đúng như kiểu là kéo cắt bình thường, kéo cắt giấy bình thường, không phải là đây em đang cắt đấy, còn ví dụ các bác cắt tôn, cái tôn nó cứng nó còn dễ cắt nữa các bạn. Cái tôn nó cứng mà con này nó cắt vào thì rất là ngọt luôn. Đấy, thấy không? Đây. Cắt rất ngọt ngào nhá. Đấy, phát nào là phát đấy luôn nhá. Sắc bén dã man luôn đấy. Lên mã em sẽ là sản phẩm kéo cắt tôn hàng của Kabushi Japan. Đó, Kabushi Japan. Giá sẽ là đi 160.000 một cây. Đợt này giá đang rất là tốt nhá. Bữa trước đang bán cái cây này như là 200 đấy. Đợt này nó còn về là giá chỉ có 160k thôi nhá. Giá vô cùng là hạt rẻ. Kéo cắt tôn này. Kéo cắt tôn 160.000 nhá. Bỏ qua giá 200 cũ đi, 160.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về mã hàng đó là cái kính hàn thông minh. Đấy, rất là tiện nhá. Con này thì dùng rất là hay. Đấy, cái con kính hàn này dùng rất hay này. Nó có chế độ là chế độ tự ngắt nhá. Đấy, chế độ nó sẽ đen tối lại. Đấy, tối lại khi mà có tia hàn nó lóe lên. Thì sản phẩm này sẽ gồm có là một hộp đựng này, đi kèm sẽ có dây đeo đầu để các bác đỡ rơi khi mà các bác leo trèo lên trên cao. Các bác đeo nhau cái dây vào cho nó đỡ bị rơi kính nhá. Và khi mà dùng thì các bác về bóc cho em này ra. Bóc cái lớp này ra. Đấy thì kính thì nhìn bình thường thôi, kính nhìn bình thường như kính râm thôi. Còn khi mà nó sáng cái tia hàn lên thì tự động cái kính nó sẽ tối đi nhá. Nói chung là nó bảo vệ cái đôi mắt của các bác thợ hàn rất là tuyệt vời. Đấy, nói chung là các bác thợ hàn nên mua cho em một cái cây này, mình sắm cho em một cái cây này để nó đảm bảo an toàn
cho các bác thợ Hàn cái thứ hàng của Kabushi Japan đó, đeo rất là vừa luôn nhá. Đây bình thường thì các bác nhìn thấy như này, còn khi mà có tia lửa bắt đầu nó sáng lóe lên thì nó sẽ tự động nó sẽ tối đen vào đây, em sẽ test cho bác xem nhá. Đây coi bình thường nó sẽ như này nhá, bình thường các bác nhìn xem này, còn bây giờ em sẽ lấy cái ánh đèn của cái đèn flash này em nháy này, có đấy không, nháy này đấy, bắt đầu lúc nào nháy là tự động là cái kính nó sẽ tối đen lại nhá, đấy thấy không, tự động nó sẽ tối đen lại nhá, rất là tuyệt vời luôn này, tối đen luôn này. Đây em bỏ tay nhá, đấy tự động nó lại sáng bình thường đấy, thì các bác có để lại nhìn bình thường, còn đây đấy thấy không, nó sẽ tối đen lại luôn nhá, khi mà có tia hàn nó lóe lên cái là tự động cái đèn cái kính nó sẽ tối lại luôn đấy, để bảo vệ cái đôi mắt của bác đấy, rất là xịn sò và thông minh nhá. Lên mã em sẽ là sản phẩm kính hàn, kính hàn này hiện tại bên em đang bán giá sẽ là đi 170k đấy, lên mã em sẽ là kính hàn thông minh, kính hàn thông minh này, giá sẽ là 170k cho một chiếc kính hàn thông minh nhá, 170k. Đợt này thì bên shop tiếp tục về mã hàng đó là cái thước từ hãng của Nhật này đấy, hàng rất là xịn nhá, hàng của Nhật luôn đấy, Japan. Con này thì 10m này đấy, dòng thước từ hãng rất là thông minh nhá, nó sản phẩm rất là hay, khi mà các bác kéo ra nhá, kéo ra đâu các bác thả tay là tự động sẽ hãm lại đấy, không như cái dòng thước thông thường là các bác khi mà các bác kéo nó có phải giữ này, giữ đấy, cứ phải giữ tì tay đây, hoặc là các bác cứ phải tì vào cái phần công tắc ở cái phần thân này đấy, các bác giữ nó rất là bất tiện, thì các bác dùng con này rất là thông minh nhá. Đấy, chỉ việc kéo này, kéo nó đâu tự động hãm lại đấy nhá, đấy kéo nó tự động hãm đấy. Đấy, thước thì số to rõ ràng, in theo dập các thứ rõ ràng nhá. Đấy, rất là tiện, và khi mà các bác muốn thu vào thì bấm nút chưa, bấm cái nút bên thân này thì tự động là thước sẽ thu vào nhá. Đây đấy, tự động thước sẽ thu vào, các bác muốn thu nhiều thu ít thì các bác bấm lên xem, bấm nhấp nhả thì thước nó sẽ thu vào từ từ, còn khi mà các bác giữ lì thì thước nó sẽ thu vào hết nhá, rất là tiện dụng luôn. Dây đeo này, rồi là phần móc cài rất là đầy đủ cho một chiếc thước này. Con này là con 10m nhá, 10m thì tại vì em đang bán giá sẽ là 70k đấy, 10m là 70k. Ngoài ra thì có mã là 7m rưỡi cũng như là 5m, 7m rưỡi và 5m. Đây 7m rưỡi thì đang bán sẽ là 60k và 5m thì sẽ là 50k nhá, giá thì rất là hợp lý để gửi bác luôn. Đây lên mã em sẽ là thước từ hãng này, ba cỡ khác nhau, cỡ 10m, cỡ to nhất thì sẽ là 70k, cỡ vừa vừa 7m rưỡi 60k, cỡ 5m 50k nhá. Đấy là dòng mã thước từ hãng bên em, và thì bác lấy mẫu nào thì cứ lấy mã loại nào thì cứ alo bên em sẽ nhặt cho bác qua nhá. Con này đường kính của nó sẽ là 28cm. Nhiều bác hỏi là dòng chảo này là có dùng được bếp từ không? Đấy thì dòng này dùng được bếp từ nhá, bếp từ này, bếp ga này, bếp hồng ngoại này, nói chung là các loại bếp là các bác đều dùng hết luôn nhá. Đây, nó có hiển thị bên ngoài vỏ hộp này. Hàng sẽ là hàng mới như một luôn. 28cm thì các bác dùng cho gia đình thì nó rất là to. Đấy, thoải mái dùng luôn rồi. Đấy, khá là to đấy. Lên mã em sẽ là chảo Nhật này, báo giá luôn. Chảo Nhật này thì có giá sẽ là 150k. Đó, 150k một chiếc nhá. Đường kính sẽ là 28cm. Đấy, thoải mái dùng gia đình nhá. Xào nấu chiên rán thoải mái cho em luôn. Con này lòng của nó rất là sâu nhá, mà chảo đi cực kỳ dày luôn đấy. Chảo rất dày. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra cầm một cái chiếc chảo nó nặng trịch luôn. Cầm nặng dã man luôn. Dày, chắc chắn, rán xào nấu ok nhá, đa năng luôn đấy. Các bác nhìn này, cái lòng nó rất là sâu. Cái lòng nó phải lên đến 8cm, nên là khi mà các bác sử dụng rán chiếc này là không lo mỡ nó bị mỡ, nói chung nó sẽ hạn chế nó bắn ra ngoài vì nó sâu lòng mà. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là một cái tay cán cầm như này thì sẽ tháo rời ra. Thì về là các bác khi mà các bác nhận hàng thì các bác nhớ lắp vào riêng. Khi mà dùng được các bác lắp vào. Ở đây nó có phần ngạnh này, các bác cho đúng vào cái đường này. Sau đó là một cái con ốc, ở đây con ốc này. Đấy thì mình siết nó vào. Đó, đây. Lắp dễ không ạ? Lắp dễ không mà. Đấy các bác siết vào. Đấy, nó vào gen là bắt đầu xoáy nó càng vào là bắt đầu nó sẽ ôm cái phần cán này vào nhá. Là nó sẽ chắc khư luôn. Đấy, thấy không? Siết bằng tay rất chắc luôn nhá. Tay cầm gỗ luôn này. Xào hất hiếc xem, chuyên nghiệp như đầu bếp luôn nhá. Rất chất lượng. Đường kính 28cm, chảo sâu lòng là 8cm và sử dụng bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại cho em được tất luôn nhá. Đó. Cái thiết kế cũng rất hay là cái phần này nó sẽ liền với lại cái ốc và bên này thì nó sẽ thành là một cái móc đeo, là các bác khi mà sử dụng là các bác có thể đeo này, rất tiện nhá. Rồi, lên mã em sẽ là mã hàng chảo Nhật, giá sẽ là đi 150.000 một chiếc nhá. Đấy, hàng đúng như trên vỏ hộp cũng như là bên trong hộp này, em đang quay thực tế sản phẩm đây, một cái mức giá rất là hợp lý để các bác lựa chọn cho mình một con chảo Nhật, chỉ có 150k thôi. Rán xào nấu ok cho em luôn nhá, cực kỳ ngon, xịn sò, chất lượng, chảo cầm rất là chắc chắn. Đó, nồi đồng cua đá đấy. Con này nồi đồng cua đá luôn, dày lắm, dày chắc lắm, dùng thích lắm.
Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về số lượng lớn, đó là mã hàng đuôi đèn cảm biến chuyển động. Rất là hay. Con này thì phù hợp cho như là các bác lắp ở đường đi đối lại này, khu vực cầu thang hoặc là chỗ ngoài cổng, nói chung là rất là tiện nhá. Con này thì nó khi mà có vật thể chuyển động qua cái đuôi đèn này thì tự động đèn nó sẽ kích hoạt đèn sáng lên, và khi mà không có người qua hoặc là vật thể không có vật thể chuyển động qua thì tự động là đèn nó sẽ tối đi nhá. Đấy, rất là tiện, cực kỳ là thông minh một cái con đuôi đèn này. Dòng này của nó sẽ là dòng đuôi xoáy nhá. Đấy, dòng đuôi xoáy thì về các bác xoáy những cái đèn vào, sau đó là mình đấu dây và lắp đặt lên là xong. Đấy, thì cái phần cảm biến này các bác để nó chúi xuống, để khi mà nó bắt chuyển động là có người hoặc là vật thể chuyển động qua thì tự động đèn nó sẽ sáng, và không thì đèn nó sẽ tự động nó tắt đi. Đấy, rất là thông minh. Ví dụ như là các bác lắp ngoài cổng cũng được. Đấy, dùng mình để chống trộm rất hay. Khi mà ví dụ như là chẳng may là có một cái tên trộm nào mà nó ngó nghiêng cái phần cổng cái là đèn nó tự động nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, trộm nó cũng sợ đi một phần. Đó, rất là thông minh nhá. Ngoài ra thì ví dụ các bác lắp có thể đường đi lối lại này, mình đi di chuyển nhiều này. Đấy, mà mình dùng công tắc đôi khi nó rất bất tiện thì các bác lắp ngay cho em. Đấy, khi mà có người đi qua cái tự động nó sẽ sáng lên, còn không nó tự động sẽ tắt, không cần phải dùng đến công tắc nhá. Rất tiện. Con này thì sẽ có là các chế độ này ban ngày, ban đêm và cả ngày luôn nhá. Đấy, ban ngày và ban đêm và cả ngày. Ngoài ra thì có cái thời gian sáng của cái đèn này trong vòng bao lâu? 300 giây này, 32 giây này và 16 giây nhá. Đấy, đầy đủ cho em trên cái phần thanh gạt này thì về các bác cài đặt ở cái thanh gạt này nhá. Đó, nó có cả ban ngày ban đêm luôn, rất là tiện. Đây là hai cái dây nguồn, các bác đấu cho em trực tiếp điện 220 vào đây. Sau đó là lắp đuôi vào. Lắp bóng vào nhá, lắp bóng vào cái đuôi này thế là xong. Đấy, là khi mà cứ có người chuyển động qua đèn sẽ sáng, không đèn nó sẽ tự động tắt đi nhá. Với một cái mức giá thì đợt này đang về số lượng lớn nên là với một mức giá nó rất là tốt để phục vụ các bác luôn. Lên mã cho em sẽ là đuôi đèn cảm biến chuyển động này. Đuôi đèn cảm biến chuyển động. Giá thì sẽ là đi bữa trước đang bán là 90k, thì bên em cũng xả kho bán nhanh luôn, 60.000 nhá. 60k cho một cái đuôi đèn cảm biến chuyển động này. Đuôi sẽ là đuôi E27 nhá, đuôi xoáy, đuôi E27, đuôi phổ thông nhá. 60.000 cho một chiếc đuôi đèn cảm biến chuyển động. Giá rất là tốt để các bác dễ mua này, dễ tiếp cận với cái sản phẩm này. Sản phẩm rất là thông minh đây, các bác cùng xem thực tế sản phẩm nhá. Đây. Ông nào đang dùng cái đuôi đèn cũ ngày xưa thì đáp đi đập đi cho tôi nhá. Bây giờ câu phải dùng cái đuôi đèn cảm có cảm biến này nhá. Quá rất là tiện nhá. Đấy, chỉ có người đi lại là nó sáng nhá. Có thể cài đặt được là sáng cả ngày hoặc là sáng ban đêm thôi nhá. Cứ đi lại chỗ qua đi lại là nó sáng, rất là tiện. Đấy, thấy không? Khi có người chuyển động cá là tự động đèn nó sẽ sáng lên, rất là hay. Bây giờ câu phải dùng cái đuôi đèn cảm có cảm biến này nhá. Quá rất là tiện nhá. Đấy, chỉ có người đi lại là nó sáng nhá. Có thể cài đặt được là sáng cả ngày hoặc là sáng ban đêm thôi nhá. Cứ đi lại chỗ qua đi lại là nó sáng, rất là tiện. Đó, thực tế về cái sản phẩm ấy nhá, giá sẽ là đi 60.000 cho một chiếc đuôi đèn của chiếc đậu này, 60k một chiếc này. Đó, giá rất là tốt luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác là mã hàng, đó là cái khay bánh mì. Lên mã thì em sẽ là khay bánh mì nhá. Khay bánh mì này thì giá đang rất là tốt để bác luôn. Đó, khay bánh mì, cái khay này thì bên nước ngoài người ta hay dùng để người ta làm bánh mì. Đấy, thì bên em ôm lô thanh lý được cái lô hàng này, hàng rất xịn luôn. Đó, một chiếc khay bánh mì nhá, cực kỳ đẹp, dày dẫn chắc chắn, họa tiết hoa văn này, có nhìn này rất đẹp luôn. Đấy, chuyên để làm bánh mì, nhưng mà các bác có thể về ứng dụng làm được rất là nhiều việc, ví dụ như là mình có đựng đồ đạc thức ăn vào đấy được, rất ok. Rồi là thậm chí là có bữa con bác bảo là tôi mua về thì tôi sửa xe thì tôi đựng office vào đây. Nói chung là nó đa năng đó. Các bác có thể là sử dụng trong nhiều việc nhá. Đó, cực kỳ dày đó và rất là đẹp luôn, một chiếc khay rất đẹp. Con này thì nó chiều dài nó khoảng tầm 24, chiều rộng nó khoảng tầm 17 nhá. Đấy, dài 24, rộng 17, cực kỳ to. Đấy, đựng hoa quả, đựng đồ ăn thức uống, đựng bánh mì vào đây rất tiện nhá. Lên mã cho em sẽ là khay bánh mì, và hiện tại em đang bán giá rất tốt để phục vụ bác luôn. Giá hiện tại em đang bán lẻ sẽ là 25k một chiếc nhá. 25k cho một chiếc khay bánh mì như này. Đấy, và bên em sẽ bán được combo 5 chiếc. 5 chiếc thì giá sẽ là 110k. Đấy, các bác mua 5 chiếc thì combo giá sẽ là 110k nhá. Còn lấy lẻ một chiếc thì sẽ là 25k một chiếc nhá. Mã sẽ là khay bánh mì này. Đấy, khay bánh mì. Đó. Giá sẽ là đi 25k một chiếc lẻ, và 5 chiếc thì sẽ là combo 5 chiếc sẽ là 110k nhá. Đó, khay bánh mì rất đẹp luôn. Đó, hàng dày chắc chắn nhá. Đó, đẹp. Đó. Rồi, lên cái mã sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục với mã hàng, đó là đèn bắt muỗi. Lên mã em sẽ là đèn bắt muỗi nhá. Đấy, con này thì chuyên để bác bắt muỗi dùng rất là hay. Đó. Sản phẩm đèn bắt muỗi đây, dùng cực kỳ là tiện luôn nhá. Hàng mới hộp luôn. Đấy, hàng mới hộp đây. Con sản phẩm cực kỳ chất. Con này thì sẽ gồm có là một cái đèn. Đấy, bên ngoài sẽ có là một cái lớp lưới điện như này. Thì khi mà cái ánh đèn nó lên, bật lên thì nó là dòng đèn
đèn đèn đèn đèn dụ muỗi nhá. Đấy thì muỗi nó sẽ bay vào đây và nó sẽ đậu vào đây, sẽ bị giật. Đấy, giật là đi thôi các bạn. Dùng cái rất hay. Thì bác có thể là cắm vào điện sau đó là mình treo lên. Đấy, nó có phần móc đeo này. Đấy, phần móc đeo này. Đấy đây bác treo lên. Và dây nguồn này thì bác cắm trực tiếp vào điện cho em là xong. Đó, cắm trực tiếp vào điện nguồn 220 nhá. Đấy con đây. Cực kỳ hay luôn nhá. Con này thì hiện tại em đang gửi bác giá cũng rất là tốt, lên mã cho em chính là sản phẩm đèn bắt muỗi này. Đấy. Đèn bắt muỗi thì hiện tại em đang bán giá sẽ là gì 100k nhá. Lên mã cho em sẽ là đèn bắt muỗi. Đèn bắt muỗi này. Giá sẽ là 100k. 100.000 cho một chiếc đèn bắt muỗi nhá. Đấy, giá chỉ 100k thôi. Đây, sản phẩm thực tế thì em cũng đang dùng đây. Muỗi vào rất nhiều, nhìn này, nhìn kỹ cho em này. Đó thấy không? Em có thắp có một đêm hôm qua nhá. Đấy các bạn nhìn này, muỗi được côn trùng thì có bay vào là cái là đi luôn. Vì con này nó là dùng cái lưới điện mà. Đấy giờ em sẽ cắm test cho bác xem nhá. Đây nhá, đây em sẽ cắm cho bác xem này. Đấy các bác cắm trực tiếp điện 220. Đấy, khi mà cắm đèn lên nó sẽ lên cắm vào nó sẽ lên cái đèn xanh nha. Thì nó sẽ dụ muỗi vào nhá. Đấy, dụ muỗi vào và khi mà muỗi bay vào cái ấy này. Đây các bạn chú này, bay vào cái lưới điện bên trong này bắt đầu là nổ này. Đấy thấy không? Nó như kiểu là cái vật muỗi ấy. Nhà nó là cái lưới điện. Giật là tê luôn đó nhá. Giật là tê luôn, thấy không? Tạch 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 luôn này. Đấy, đánh xẹt 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 luôn nhá. Đó. Con này bắt được cả ruồi giếc luôn nhá, rất là hay. Đấy, thấy không? Đánh cực kỳ mạnh khỏe luôn. Đấy. Thực tế sản phẩm ấy nhá. Đây nhà em bữa trước em đang dùng mà. Đấy, nó như kiểu đúng như kiểu là cái nguyên lý hoạt động của cái vật muỗi nhá. Nguyên lý hoạt động đúng như kiểu là của vật muỗi. Dùng rất là hay. Cứ đậu vào cái là đi luôn nhá. Rồi. Khi mà muỗi nó xong thì nó sẽ rơi xuống cái phần đáy này. Thì bác mình có thể tháo phần đáy ra để các bác vệ sinh. Dùng rất là dễ thôi các bác nhá. Khi mà vệ sinh thì các bác nhớ giúp em là rút điện ra. Hồi thấy tình trạng nó giật đấy, giật tê người luôn đấy các bác nhá. Rồi, lên mã sẽ là cái đèn bắt muỗi này. Giá sẽ là 100k một chiếc nhá. 100k. 100k cho một chiếc đèn bắt muỗi này. Đấy, 100k nhá. Có cả lưới điện các thứ rất là hay luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo này bên shop tiếp tục về mã hàng đó là đệm ghế nhá. Lên mã em sẽ là đệm ghế silicone. Con này thì về các bác nào mà hay làm việc trên ô tô hoặc là ngồi văn phòng các thứ ra. Đấy, hoặc là nói chung là các bác ngồi nhiều công việc ngồi nhiều hoặc là thậm chí các bác ngồi gia đình nhà mình ngồi ăn cơm nước ra. Những cái ghế bình thường thì nó không có những cái đệm ghế này thì các bác mua con này về mình cho vào rất là tiện nhá. Nó là dòng đệm ghế silicone và nó có những cái lỗ tổ ong này thì khi mà các bác ngồi lên nó thông thoáng và nó phân tán lực rất là đều, ngồi cực kỳ êm nhá. Đấy các bác nhìn này, các bác cứ nhận hàng các bác bóp thử này, các bác thấy nó êm không? Còn khi ngồi lên rất là êm luôn. Đấy, co giãn 4 chiều. Đấy và không là nó biến dạng nhá. Đấy vì nó silicone đàn hồi mà. Đàn hồi rất tốt luôn nhá. Các bác ngồi thoải mái cả ngày mà không lo biến dạng, biến dạng nhá. Đấy, tổ ong phân tán lực rất tốt này. Đấy. Dùng cực kỳ thích nhá. Nên mã em sẽ là cái đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế silicone. Hiện tại em đang bán một chiếc đệm ghế này sẽ là đi cái đệm ghế này sẽ là đi 90k. Đấy, lên mã nha, sẽ là đệm ghế silicone này. Đệm ghế nhá. Đệm ghế đó. Giá sẽ là đi 90.000 một chiếc nhá. 90k cho một chiếc đệm ghế này. Đấy, giá thì có 90k thôi. Các bác cùng xem thực tế video test sản phẩm này. Các bác cùng xem này. Đó, đây. Đây nhá. Alo alo. Hôm nay mình sẽ review một sản phẩm cực kỳ cần thiết cho dân văn phòng, người hay ngồi ô tô mà đặc biệt bác nào bị trĩ thì dùng đảm bảo phê luôn nha. Đây gọi là đệm lót ghế ngồi 3D thoáng khí, để khám phá xem bên trong đệm có cấu tạo như thế nào mà nó mềm mềm dẻo dẻo như này nhá. Để mở ra xem bên trong có gì nào. Wow, màu xanh rất là bắt mắt. Bên ngoài là vỏ đệm, mặt trước là vải thoáng khí, bên dưới là lớp chống trượt. Đệm 3D được làm từ gel silicone, and gì mà thấy nó mềm mềm dẻo dẻo sờ rất là thích, mát lạnh luôn. Cấu trúc tổ ong nên thoáng khí khi ngồi nè. Các bạn có thể xem độ đàn hồi của nó nha. Ném như vậy mà nó vẫn bật nguyên về như cũ. Cấu trúc tổ ong như vậy giúp phân tán áp lực khi ngồi và lưu thông không khí được tốt hơn. Phù hợp lót với nhiều loại ghế, đặc biệt là những cái loại ghế cứng cứng như thế này nè. Ghế văn phòng hoặc ghế ô tô không được êm ái một chút nào. Ngồi vào nó sướng gì đâu ấy. Êm ái rất là thích. Tôi được tối ưng em này ngay từ cái nhìn đầu tiên nè. Với thiết kế của đệm 3D như vậy nên khi ngồi em này giúp chống trĩ, bảo vệ cuộc sống, chống thoát vị đĩa đệm, ngăn ngừa mồ hôi và ngồi rất là êm ái. Em đệm này thì có khả năng chống thấm nước tuyệt đối, phục hồi hình dạng ban đầu ngay lập tức, mặc dù có bị kéo, gò, ném hay tè lên thì cũng không có bất kỳ biến dạng nào nhá. Vì vậy đệm rất là dễ cuộn nhỏ mang theo sử dụng và dễ dàng được làm sạch bằng nước. Đấy, đó là thực tế về cái sản phẩm, các bác vừa xem một cái video test sản phẩm nhá. Anh ngồi rất là thích luôn. Và với mức giá rất dễ mua, lên mã em sẽ là đệm ghế silicone. Giá sẽ là 90.000 cho một chiếc đệm ghế silicone nhá. Đấy, đi kèm sẽ có là một cái túi bọc bên ngoài này.
Thì ví dụ như là nhà mình có ghế sẵn rồi là mình về chỉ việc giải ra thôi. Đấy, bỏ cả cái tấm đen này. Đấy, các bác bỏ cả vào các bác ngồi nhá. Đó. Thì khi mà các vệ sinh các bác chỉ việc là giặt cái khăn này thôi, không cần phải giặt cái bên trong nữa. Đó, dùng rất hay nhá. Lên mã em sẽ là đệm ghế tặng kèm luôn cả cái túi bọc nha. Giá sẽ 90.000 trước các nhá, 90k. Sản phẩm tiếp theo này bên shop lại tiếp tục về cái lô túi nước giặt của Nhật này. Đấy, tiếp tục lại về mã hàng túi nước giặt của Nhật nhá. Còn này bữa trước thì bán rất là nhiều rồi. Đấy mà lại đang bán bắt đầu lại hết hàng. Hôm nay thì hàng lại tiếp tục về nhá. Đó. Bên em sẽ bán theo hộp hoặc bán theo túi tùy nhu cầu. Các bác có thể lấy theo hộp hoặc lấy theo túi. Cái này thì do nhu cầu dùng ít dùng nhiều nhá. Tại vì mình cứ xem và lựa chọn nhá. Đây, thì hiện tại bên em đang bán theo cả hộp và theo túi. Nó một túi này của nó sẽ là 20 viên nhá. Đấy, một túi sẽ là 20 viên. Hàng túi nước giặt của Nhật. Ở đây em đã bóc sẵn một túi như này. Đấy, nó sẽ là một cái dạng viên nhỏ nhỏ này. Mùi rất là thơm luôn nhá. Đây. Mùi cực kỳ thơm luôn. Đây với nhá, nó sẽ gồm là những cái viên nhỏ như này. Đấy, gồm những cái viên nhỏ này. Thì một viên như này thì nó sẽ có là các thành phần như là cả kèm cả nước xả này, rồi là làm chất tẩy trắng làm sạch này. Đấy, cũng như là như kiểu là xà phòng Omo, cũng như là cả chất làm mềm vải đầy đủ trong một cái viên như này luôn nhá. Đấy, các bác chỉ việc là về giặt là các bác bỏ trực tiếp cái viên này vào trong cái lồng giặt luôn. Đấy, cứ thế là thả trực tiếp vào, sau đó là mình bỏ quần áo vào, cứ thế là bấm máy nó giặt nhé, không cần phải cho thêm gì cả nhé. Một cái viên như này thì các bác giặt cho em khoảng tầm 3 đến 4 kg quần áo nhé. Đấy, mùi thơm. Đấy, mùi thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng nhá, dùng rất ok luôn đấy. Đó. Các bác nhận hàng các bác kiểm tra mở ra, đấy, mùi rất là thơm rồi. Đó. Thì hiện tại bên em đang bán một cái túi như này, một cái túi bán lẻ nha. Một cái túi nước giặt của Nhật như này thì hiện tại bên em đang bán giá sẽ là đi 20k. Thì sẽ có là 20 viên nhá, tính ra là vào 1.000 một viên. Đấy, 20k cho một cái túi 20 viên nước giặt nhá. Lên mã em sẽ là túi nước giặt. Túi nước giặt của Nhật này. Đấy, túi nước giặt của Nhật nhá. Đó, 20k cho một túi 20 viên nhá. Đấy, một túi 20 viên. Đó. Đấy là cái túi, còn nếu mà các bác có nhu cầu dùng nhiều có thể mua cả hộp. Thì một hộp như này thì bên em sẽ đóng là một hộp này thì đi theo thùng thì sẽ là có là 5 gói thì tổng sẽ là 100 viên nhá. Đây, một túi sẽ là 100 viên này. Đây, một túi à một hộp này sẽ là 100 viên. Thì nếu bác có nhu cầu mua nhiều cả hộp thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, khi mà mua cả hộp thì giá sẽ là đi 90k nhá, 90k. Đấy, lên mã nha, sẽ là hộp nước giặt này. Hộp nước giặt 100 viên luôn nhá. 100 viên thì giá sẽ là 90k. Đó, 90k sẽ là 100 viên. Còn nếu mà các bác lấy lẻ một túi như này 20 viên thì giá sẽ là 20k. Đó, lấy túi thì sẽ bác nó giá sẽ cao một chút, còn nếu mà khi mà các bác lấy cả hộp thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, giá thì chỉ còn có là 90k thôi cho 100 viên là một hộp luôn đấy, là 5 túi nhá, là 5 túi. Còn một túi này là 20 viên là 20k này. Đấy, tính ra là mua lẻ là vào 1.000. Còn khi mà mua cả hộp thì không đến 1.000 nhá. Đấy, tùy nhu cầu. Dùng thì rất là dễ, chỉ việc là bỏ thẳng vào trong lồng máy giặt, sau đó là bỏ quần áo vào và các bác bật chế độ giặt là thế là xong. Là tự động là nó khi mà nó nước nó vào đây nó sẽ vỡ ra. Đấy, lồng giặt nó kết hợp với lồng giặt nó đánh nữa là sẽ vỡ tung nha. Đấy, dùng rất là hay. Đó. Sản phẩm tiếp theo bên shop tiếp tục về mã hàng đó là bếp ga du lịch, bếp ga mini. Lên mã em sẽ là bếp ga du lịch nhá. Đó, hàng thì sẽ là hàng nguyên hộp luôn. Con này thì chuyên cho bác dùng để đi du lịch. Đấy, đi dã ngoại cắm trại hoặc là sử dụng ở nhà cũng được. Ở nhà thì ví dụ là bác nào kiểu là hay ở một mình thì dùng cái này cho em rất là hay. Đấy, ở một mình cho em dùng lại rất là hay. Đó, đây một cái sản phẩm bếp nha. Đấy, đầy đủ có cả chân để kiềng để xoong nhà nhá. Đấy, có thể là bẻ ra gấp vào và một cái chân đế này. Đấy, để khi mà các bác sử dụng các bác gạt cái này ra để các bác để cho chân nó sẽ vững hơn. Đó, nó sẽ có 4 chân đế và 4 cái chân kiềng. Đấy, và đi kèm thì cái phần lỗ này là các bác mua cái bình ga mini bác lắp vào nhá. Đấy, mua cái bình ga mini các lắp vào, sau đó là khi mà sử dụng các bác xả một ít ga ra, xả ít ga ra và sau đó là các bác bấm cái phần đánh lửa này. Đấy, nó có tích hợp cả đánh lửa luôn nhá. Đấy, có tích hợp cả đánh lửa luôn, là các bác cho vào cái là đánh lửa tạch cái là bắt đầu là lên, là bắt đầu là các bác điều chỉnh ga bằng cái là cái con ốc cam này nhá. Đấy, cái con này là con chỉnh ga này. Đấy, chỉnh ga to nhỏ đây, còn đánh lửa thì các bác định đánh ở đây chưa. Đấy, còn bình ga thì về các bác lắp đây là xong, dùng rất là dễ luôn. Nồi bếp thì cực kỳ chắc, cầm rất là nặng, nó kiềng cực kỳ chắc chắn nhá, và cũng có thể là gấp gọn vào. Đấy, các bác có thể là gấp gọn mà để có thể là thuận tiện cho việc và mang đi du lịch các thứ là rất là hay nhá. Đó, đây mang đi du lịch, mang đi cắm trại đấy, hoặc là sử dụng ở nhà, ví dụ như ai mọi người hay ở một mình thì có thể dùng cái con tham khảo con này. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã như em sẽ là bếp ga du lịch hoặc là bếp ga mini rồi, bếp ga du lịch hoặc là bếp ga mini nhá.
giá sẽ là đi 100 nhá. Đấy, bếp ga mini du lịch này. Đấy, du lịch cắm trại thứ nhá. 100k cho một chiếc bếp ga du lịch mini này. Có đánh lửa tự động các thứ đầy đủ luôn nhá. Các bác không cần phải mồi, chỉ việc lắp ga và sau đó là dở phần kiềng, sau đó là để xong nó lên là đun thôi. Đấy, ga ra rất là khỏe nhá. Đấy, ga ra rất khỏe, đun rất là nhanh, xô luôn đấy. Đó. Rồi, sang những mã sản phẩm tiếp theo nhá. Sản phẩm tiếp theo này AB Shop tiếp tục về mã hàng, đó là mẫu hàng bàn trải điện. Lên mã sẽ là bàn trải điện nhá. Đấy. À, báo giá luôn, lên mã sẽ là bàn trải điện này. Giá sẽ là 80k. Đấy, 80k cho một cái hộp bàn trải điện nha. À, con này thì theo nhà sản xuất ghi trên bao bì thì sẽ là độ rung cực kỳ lớn, độ rung lên đến 32.000 vòng trên phút. Đấy, cái độ rung này thì bác có thể là sử dụng để đánh răng thứ ra. Đấy, đánh tung những cái mảng bám. Đấy, mảng bám cao răng lâu ngày nhá. Làm cho răng miệng bác sạch mà dùng rất là tiện. Đấy, dùng có thể là dùng cái này thì các bác có thể dùng cho trẻ em, người lớn dùng hết cho em luôn. Đó. Bộ sản phẩm này sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Đấy, hàng mới luôn. Sản phẩm này sẽ gồm có là một cái thân ấy này, một thân máy này. Đấy, một thân máy có các cấp độ khác nhau nhá. Đấy, bác chỉ việc bấm là bắt đầu là sẽ chuyển các cấp độ khác nhau. Đấy, rất tiện dụng luôn. Và khi bác muốn tắt thì giữ lì nhá. Đấy, tắt thì giữ lì, còn đây là nút nguồn này. Và lúc nào dùng thì các bác ở đây sẽ đi kèm là bốn cái đầu luôn. Đấy, bốn cái đầu thay thế nhá. Bốn cái đầu thay thế để bác có thể là thoải mái các bác thay thế. Đây em sẽ bóc tạm cho bác xem một chiếc này. Lông rất là mềm nhá. Lông rất là mềm luôn. Đấy, độ rung cực kỳ lớn. Lông cực kỳ mềm, dùng rất thích nhá. Đấy, đi về các bác chỉ được chụp vào, sau đó là mình xoáy vào lẫy cái là bắt đầu là máy là chạy thôi. Đấy, giữ lì em thì các bác sẽ, nó sẽ tự động tắt nguồn đi. Và con này rất là hay là khi mà sử dụng hết pin thì các bác lại cắm sạc vào. Đấy, pin rất là trâu nhá. Pin nó có thể nó lên đến là nửa tháng luôn đấy. Pin cực kỳ trâu bò. Đấy, đây là phần dây nguồn nhá. Về các bác cắm chung với củ sạc thoại mình là xong. Dùng rất là hay luôn. Đó. Đi kèm sẽ có tặng kèm đầu bàn trải các thứ đi kèm. Đấy, để về các bác sử dụng nhá. Đó. Và các cấp độ khác nhau. Đấy, đây. Đó. Dùng rất khỏe nhá, các bác nhìn này. Đấy. Dùng cực kỳ khỏe luôn. Đó, nghe tiếng o luôn nhá, đêm sẽ thế là bác xem nghe này. Đó, con này nó rung đến nỗi là nó đánh tăng mà bám luôn, rung cấp độ cao, rung đến 32.000 vòng trên phút nhá. Đấy, cái này là các bác chỉ việc là cho vào răng và bắt đầu là các bác lợi dụng cái sức rung của con này là bắt đầu là các bác sẽ đánh răng rồi là đánh tung những phần mảng bám cao răng lâu ngày đi, làm cho mồm miệng nó sạch sẽ thơm tho các bác nhá. Đó. À, lên mã thì em sẽ là hộp bàn trải điện. Đấy, bàn trải điện này. Giá sẽ là đi 80.000, 80k cho một cái hộp bàn trải điện như này. Đấy, sẽ gồm có là một thân bàn trải đi kèm với dây sạc. Và tổng sẽ gồm có là bốn cái đầu bàn trải nhá, để các bác có thể là thoải mái các bác sử dụng và thay thế nhá. Đây các bác cùng xem sản phẩm này đây. Đây. Trời ơi, tin được không? Bàn trải điện mà còn rẻ hơn cả bàn trải thường á. Giá đúng của cả bộ này là bằng 2 chiếc bàn trải thường, nhưng bù lại có tới 4 đầu bàn trải. Còn bàn trải thường thì chỉ có 1 đầu. Thế là trải rẻ hơn thì còn gì nữa. Đừng bao giờ vội đánh giá ai qua giá cả. Bàn trải cũng là con người mà. Thân bàn trải cầm vừa tay, khá nhẹ, không quá nặng gây mỏi. Độ rung hơn 30.000 lần một phút. Nhiều và sạch răng ở level cao hơn hẳn so với bàn trải chạy bằng cơm, nhưng không quá mạnh gây đau nhé. Mọi người yên tâm, năm mức độ rung khác nhau cho từng nhu cầu. Tôi thì cứ chế độ đầu tiên bật lên xài luôn, đánh xong răng sạch sẽ không còn tí mảng bám gì cả. Ai mới dùng chưa quen thì nên chọn hai mức cuối cho nhẹ hơn. Lông bàn trải khá mềm, không gây đau nướng. Mỗi hộp đều kèm theo 4 đầu bàn trải để thay thế. Mọi người giữ cho cái nút cao su này được đóng chặt là khi dùng xả nước vô tư. Em bàn trải này không chỉ rẻ mà còn chống nước được nữa, rất là ok la luôn. Ai còn đang dùng những chiếc bàn trải thường thì vứt hết mà đổi sang cái này ngay đi. Tôi chấm 10 điểm luôn nha. Đấy, đây là cái sản phẩm bàn trải điện bên em của bác nhá. Giá sẽ là 80k trong cái hộp bàn trải điện nha. 80.000 bộ này. Hàng mới hộp luôn. Đấy, 80k. Xuân cho bác là một cái mã hàng mới, đó là chai tẩy quần áo nhá. Đấy, nước tẩy quần áo. Lên mã bên em sẽ là nước tẩy quần áo. À, bên em có hiện tại đang có hai mã. Một mã chuyên để bác tẩy quần áo trắng và một mã là chuyên để tẩy quần áo màu. Đó. Thì cái chai tẩy quần áo trắng này thì đang bán giá sẽ là 30.000. Dòng này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng Thái Lan. Hàng nhập khẩu nguyên hộp, nguyên thùng từ Thái Lan luôn nhá. Đấy, nguyên thùng từ Thái Lan luôn này, coi như toàn chữ Thái luôn. Đó. Một cái chai này thì có dung tích sẽ là 250ml. Đó, con này là tẩy trắng này, giá sẽ là 30.000. Đó, tẩy cực kỳ sạch luôn, chuyên để các bác tẩy quần áo trắng nhá. Đấy, bác nào mà dùng quần áo trắng mà bị màu thì các bác dùng cái chai này cho em. Đó, tẩy quần áo trắng, giá sẽ là 30.000 một chai nhá. Tẩy quần áo trắng này. Đó, chai sẽ là chai màu trắng nhá. Lưu ý em sẽ là chai màu trắng thì chỉ để tẩy quần áo trắng.
Ngoài ra thì bên em có cái mã đó là tẩy quần áo màu. Đấy, quần áo màu thì bác cũng có thể là dùng được cái tẩy, thì nó sẽ có cái tẩy chuyên dụng nha, là tẩy quần áo màu. Chai tẩy quần áo màu thì giá sẽ là 35k. Đấy, tẩy quần áo màu là 35 nhá. Đó, chuyên để tẩy quần áo màu. Màu mè các thứ thì các bác dùng cái chai này. Đó. Hàng nhập khẩu này, đấy, nước tẩy áo màu Hygiene này, đó. Nhập khẩu công ty xuất nhập khẩu đầy đủ giấy tờ các thứ luôn nhá. Đó, số má các thứ rõ ràng trên trên chai luôn nhá, trên bao bì nhãn mác sản phẩm luôn. Đó. Tẩy sạch an toàn này, bảo vệ màu vải này. Đó, hương hoa hồng nhẹ nhàng này. Đó, hàng made in Thái Lan nhá. Đấy, nước tẩy áo màu và áo trắng. Đấy, thì có hai mã, một mã áo trắng là 30k và một mã áo màu sẽ là 35k nhá. Đấy, thì bác lựa chọn cho mình, mình có nhu cầu như nào thì các bác mua lọ đấy, hoặc là các bác có thể mua kết hợp hai lọ luôn được, về mình sử dụng cho nó thoải mái nhá. Đấy, có áo màu thì mình có cái này mình tẩy luôn, hoặc là có áo trắng thì mình lấy cái này mình tẩy luôn nhá. Áo tẩy áo trắng là 30k, còn là cái chai tẩy quần áo màu là sẽ là 35k quá nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là mã hàng đó là bảng tự xóa cho các bé nhà mình. Đó, bảng tự xóa nhá, báo giá luôn, giá sẽ là đi 50k cho một chiếc bảng tự xóa này. Đấy, giá chỉ có 50.000 thôi, một mức giá rất là tốt luôn. Bảng tự xóa này các bác mua về cho cháu nhà mình học tập sử dụng, vẽ vời rồi là tập tô tập vẽ lên cái bảng này rất là tiện nhá. Đấy, tránh xa điện thoại tivi ra. Đấy, tập trung vào việc là học hành các bác nhá. Đấy, thì khi mà mua về thì ở phần này nó có một cái nút là cái nút gạt khóa này, các bác nhớ cho em là khi mà mình về thì nó mặc định sẽ ở phần khóa này, các bác gạt về cho em là phần mở khóa. Đấy, gạt về phần mở khóa nhá, sau đó các bác dùng thôi. Đấy, thì mình cứ viết các thứ vào đây. Đấy, viết vào đây, và khi nào các bác muốn xóa bấm lên cho em, tự động nó sẽ mất luôn, nó gọi là bảng tự xóa nhá. Đấy, chỉ cần thao tác bấm cái nút này tự động nó sẽ mất đi, rất là tiện dụng luôn. Đi kèm thì sẽ có bút và dắt lên trên này. Đó, một chiếc bảng tự xóa đây nhá, ghi rất thoải mái đây, vẽ vời và thoải mái vào đây cho em. Đó, bấm cái mất luôn, gọi là bảng tự xóa nhá. Mua về cho cháu, ví dụ như có cháu bé thì có thể là tập tô tập vẽ đây, các cháu lớn thì có thể là sử dụng mua cái bảng này về mình cho các cháu làm nháp, đỡ tốn dây nháp nhá. Đấy, thì mình có cái bảng này cháu nháp đây luôn, nháp xong thì lại ấn quái xóa đi mất luôn. Rồi, lên mã cho em sẽ là bảng tự xóa này, giá sẽ là đi 50k một chiếc nhá, 50.000 một chiếc bảng tự xóa này, giá rất là tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về mã hàng đó là cái chai xịt hôi chân. Lên mã em sẽ là chai xịt hôi chân này, báo giá bác luôn. Đợt này thì bên em về lô mới và cũng xả kho bán nhanh luôn. Giá sẽ là 30.000 một chai nhá. Đấy, 30.000 một cái chai xịt hôi chân này, dòng sản phẩm xịt hôi chân của Nhật nhá. Một cái lọ này sẽ là 260ml. Đó. Xịt cực kỳ thơm. Tiêu diệt những cái vi khuẩn gây bệnh gây mùi ở chân nhá. Đấy, thì các bác cứ dùng thì các bác cứ xịt trực tiếp vào gầm giày cũng như là chân cho em nhé. Đấy, xịt trực tiếp vào giày cũng như là chân. Lưu ý cho em là khi mà các bác xịt là các bác phải dốc ngược lên, sau đó là mình ấn vào giày. Đấy, là nó sẽ ra dạng hơi này, này cũng như này. Đấy, nó sẽ ra dạng hơi nha. Thì nhớ cho em là các bác dùng là các bác phải ngửa lên, các bác xịt là nó mới ra được đều. Đó. Và nó chứa một cái thành phần là nano bạc này. Đấy, nó tiêu diệt vi khuẩn, rồi là những cái thành phần nấm mốc ở trên giày, trên da của mình nhá. Đấy, trên tất. Đấy, đợt này đang thời tiết nắng nồi, các bác đi giày các thứ mùi mẽ rất nhiều, thì con này sử dụng rất tốt nhá, khử mùi hiệu quả này, chống hôi chân này, thối chân. Đó, dùng cực kỳ ok luôn. Các bác cứ xịt cho em liên tục khoảng tầm một tuần nhá, để em đảm bảo là các bác đi giày nó cực kỳ là thoáng chân, nó khô cong luôn thôi nhá, không có tí gọi là ướt át gì mà không có tí hôi luôn, dùng thích lắm. Đó, đây. Khi mà dùng được các bác cứ chọc thẳng ngược cái chai xuống, sau đó là mình xịt đúng như là trên hình trên video trên hình cái vỏ hộp nó cũng có luôn này. Đấy, cứ cắm thẳng các bác xịt cho em rất ok nhá. Rồi, lên mã cho em sẽ là chai xịt hôi chân, giá sẽ là 30.000 một chai nhá, 30.000 một chai. Đấy, dòng sản phẩm của Nhật nhá, rất chất lượng luôn. Rồi, tiếp theo thì hôm nay bên shop về được một cái lô đó là cái mã hàng chảo gang nhá. Đấy, con này thì dã man con Nga luôn ạ. Đấy, chảo của Nhật này cực kỳ xịn luôn, các bác nhìn này, thấy không, dày dã man luôn. Em lấy cái thùng này về mà em còn giật mình vì nó nặng dã man, có thấy không, nó nặng dã man luôn. Nó là bằng gang nhá, bằng gang, nó phải nặng chắc phải tầm hơn một cân. Hãy có đợi chút em lấy cân cho bác xem. Đấy, em vừa cân là con này nó cả cán nhá, thì nó chắc là khoảng tầm nó rơi vào khoảng tầm 8 lạng. Đấy, nói chung là gần một cân, cực kỳ nặng nhá. Một cái chiếc chảo nó nhỏ nhỏ thôi, nó gần một cân đấy, nặng lắm. Đây, nó đi kèm là sẽ có là một cái cán như này thôi nhá. Đây, em sẽ lắp cho bác xem này, đi kèm, ui giời trời, đi kèm nó có cả cán luôn, đầy đủ luôn đấy nhá. Đây, cái cán gỗ nó này, cán gỗ thì về các bác sử dụng, các bác xỏ đây
Đấy, xỏ cái chảo này vào, sau đó là các bác xoáy cái phần cái này, nó là vừa là một cái đai nữa, cũng coi như là một cái móc luôn, thì bác siết vào thì nó có phần lỗ mà. Đấy, có cái phần ốc, các bác siết vào này. Đấy, siết cho em vài vòng cái là chặt khư luôn nhá. Đấy, tay cầm cán gỗ có thể là tháo rời ra và mình lắp liền này, thì bên em tháo rời ra để kỹ cho việc vận chuyển. Còn đây khi mà lắp vào thì cái này nó thành một cái móc luôn, vừa có thể giữ chảo vừa thành một cái móc luôn nhá. Đấy, móc đeo cố định từ đây sang đây luôn. Đấy, và đây là cái thân gỗ, chảo cầm rất là nặng nhá, chảo nặng lên gần 1 cân đấy, 8 lạng mà cả cán nó 8 lạng. Các bác cứ nhà nàng kiểm tra cầm giật mình luôn, nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó nặng dã man luôn. Đấy, con này đường kính chảo sẽ là đi 13 cm nhá, 13 cm này, và chiều sâu sẽ là 5 cm. Vì hiện tại em đang gửi bác giá rất tốt, chỉ có 100.000 thôi. Đấy, những cái dòng chảo gang nhà ví dụ như là các bác dùng trong rất là nhiều việc, chẳng hạn là các bác dán một quả trứng thôi. Đấy, là các bác dán một cái chảo rất là vừa này, hoặc là các bác làm những cái món ví dụ như là các bác trưng kho quẹt, trưng mắm này. Đấy, rồi là chiên những cái thứ mà nó ngập dầu nó nhỏ nhỏ ấy nhá. Đấy, hoặc là các bác nấu nước sốt vào đây cũng rất là tiện này. Đấy, nói chung là sử dụng gia đình thì rất là hợp lý đó, mà nó nhỏ gọn, dễ vệ sinh, tiện lợi nhá. Đây là hai phần này, nó có hai cái phần vuốt này để khi bác ví dụ mình có sốt nước sốt đây, mình có thể mình ra mình dưới vào đồ ăn. Đấy, nó có phần miệng nha. Đấy, tay cầm nhá, cầm cực kỳ chắc chắn luôn, cầm nặng dã man luôn đấy. Đấy, 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 dày dã man luôn, nó dày dã man luôn đấy, dày kinh khủng khiếp luôn đó. Lên mã nha, em sẽ làm mã chảo gang nhá, chảo gang giá sẽ là 100k một chiếc nhá, sâu 5 cm và đường kính sẽ là 13 cm. Đấy, nặng khoảng tầm gần 1 cân nhá, 8 lạng gần 1 cân. Đấy, rất ok nhá, dùng rất hay đấy. Đấy, chảo gang mini. Sản phẩm tiếp theo đây, bên shop tiếp tục về một cái mã hàng mới, đó là cái dây phơi quần áo nhá. Lên mã em sẽ là dây phơi quần áo này. Đó, con này thì hiện tại em đang gửi ra một cái giá rất tốt, giá sẽ là 15k một sợi dây quần áo như này. Đấy, một sợi dây này sẽ là 5m nhá. Đấy, một sợi dây này sẽ là 5m này, hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 15k một dây. Lên mã em sẽ là dây phơi quần áo. Đấy, dây phơi quần áo là dây phơi đồ đều được, dây phơi quần áo này. Đó, giá sẽ là 15k một dây. Đó, dài sẽ là 5m nhá, dài 5m, nó là cái dạng dây cước cực kỳ là dẻo dai chắc chắn luôn. Đây, dây cước này. Đấy, dây cước nhưng mà nó là dạng cước nhỏ, nó sẽ bện vào thành một sợi cước to. Đấy, nó từ rất là nhiều những cái sợi cước nhỏ nó bện thành cước to này. Đấy, thì khi mà sử dụng các bác dùng yên tâm, rất là bền. Đấy, và nó chống chịu với lại thời tiết nắng mưa thoải mái luôn. Đó, dùng rất ok nhá. Một cái cuộn này sẽ là 5m này, thì nó sẽ có hai cái đầu quặc nha, hai đầu quặc, một cái đầu bên bên này, một đầu bên này. Đấy, đi bác cứ quặc vào. Đấy, chỗ nào có, các bác căng từ bên này sang này, các bác cứ quặc vào thôi. Đấy, sau đó là mình căng, mình phơi đồ rất tiện nhá. Đó, một dây là 5m này, mình có thể là nối dài ra bằng cách các bác mua thêm. Đấy, mình mua thêm một có thể mua thêm một hàng vài cuộn nữa, mình nối dài ra. Đấy, phơi treo đồ rất tiện nhá. Ở đây là nó có những cái phần lỗi này này, các bác phơi đồ thì các bác quặc đây, là ví dụ như là mưa gió thứ là gió to là nó không lo bị rơi đồ nha, vì nó có những cái phần mắc vào như này này. Đấy, lưới lưới mắc này, các bác mắc vào. Đấy, là nó không bị gió máy này, nó không bị bay hoặc là không bị rơi mất đồ nhá. Đấy, lên mã nha, sẽ là dây phơi quần áo, giá sẽ là 15k một dây. Một dây này sẽ là 5m nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế sản phẩm này. Đây, thực tế sản phẩm, test thực tế sản phẩm này các bác nhá. Đây. Đó, đây. Đó, chỗ nào mà mình mắc được, qua đâu mình mắc nhiều lỗ treo cách đều nhau nhá. Các bác có thể là phơi chăn, phơi quần áo nhá, rung lắc thoải mái mà không bị rụng. Rất tiện dụng, cực kỳ chắc chắn luôn, khỏe, chắc, giá rất hợp lý, chỉ có 15k thôi. Phơi được cả đồ nặng, đồ to, đồ nhỏ, quần áo, các thứ ra. Và nó rất là gọn ghẽ, mình có thể là thu mang đi mang lại được. Đấy, rất tiện dụng nhá. Giá sẽ là 15k một chiếc nhá. Lên mã nha, sẽ là dây phơi quần áo, giá sẽ 15k. Mã hàng mới và cũng rất là hot hit trong cái thời điểm hiện tại, đó là cái máy cạo râu Zando. Lên mã nha, sẽ là máy cạo râu Zando. Con này thì báo giá luôn, giá này thì bên em bao giá thị trường luôn nhá, 100.000 một chiếc. Đấy, rất nhiều bác hỏi con này là máy cạo râu JD. Các bác lên mã cho em sẽ là máy cạo râu JD đi. Đấy, ID giá sẽ là 110k. À xin lỗi bác, là 100k. 100k một chiếc thôi, giá rất là rẻ nhá. Đây, một con máy này cực kỳ xịn luôn. Hàng nguyên hộp nhá, giấy tờ đầy đủ, hàng công ty, hàng xịn nhá, hàng công ty, hàng xịn luôn. Đựng trong hộp nhựa rất xịn như này. Đó, một con máy cực kỳ xịn luôn, lưỡi rất bén nhá, cạo cực kỳ ngọt đây. Đó, các bác chỉ việc là bật máy lên là các bác dùng thôi. Đấy, ấn vào đây, ấn đây và bật máy lên dùng. Và ngoài ra thì con này có chức năng là tăng đơ nữa cơ. Đó, có phần tăng đơ tích hợp này.
ví dụ như các bác dâu bác dài, các bác có thể là sử dụng cái tăng đơ này. Đấy, sử dụng cái tăng đơ trước, các bác tăng đơ trước đi, sau đó là mình dùng cái dâu được bác cạo. Con này thì cạo cực kỳ ngọt nhá. Đấy, cạo thì các bác cứ di cho em di đều nhá. Đấy, di đều, quay đều các nhá. Đấy thì nó sẽ ăn sát vào chân và nó sẽ cạo sạch cái phần chân dâu đó đi, cạo cực kỳ sạch, cạo rất ngon nhá. Con này sẽ tích hợp luôn là cái phần chân sạc pin đi luôn. Thì các bác đẩy cái phần lẫy đít này ra là nó sẽ có là chân pin sạc tích hợp ở đây luôn nhá. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Và khi mà sử dụng lâu thì các bác có thể là tháo cái đầu này ra, các bác vệ sinh cho em. Đấy, đây là phần ở cái lưỡi cạo này, còn đây là cái phần màng này. Đấy, các bác có thể tháo rời ra, các bác vệ sinh. Đó, dùng rất khỏe nhá. Và máy cạo cực kỳ ngọt, cạo rất nhanh luôn nhá. Đấy, phù hợp cho bác nào mà đang muốn tìm kiếm một cái con máy có dâu giá hợp lý mà chất lượng cao. Đó, thân sẽ là thân nhôm luôn các nhá, thân nhôm luôn đấy, thân nhôm thiên kim loại. Cầm nặng chắc chắc tay, pin trâu các nhá, pin trâu lắm. Pin trâu chạy thoải mái luôn. Rosa thì các bạn cứ quất cho mình cái máy Rosa Do 301 này này, các bạn đừng có dùng dao cả làm gì. Các bạn dùng cái máy này vừa tiện lợi lại vừa dễ dàng mang đi luôn. Lưỡi dao này nó làm bằng lưỡi dao cả ngang, rất là dễ thay thế nhá. Bên cạnh đấy vỏ được làm bằng nhôm, sơn tính điện rất là cao cấp và một lần sạc các bạn dùng được hơn 30 ngày. Nói gì thì nói, máy cạo râu mà vẫn phải tiêu chí là cạo sạch và không đau rát, cũng như là thay thế được hoàn toàn cho dao cạo râu. Đây, mình sẽ test luôn trên cái bộ râu của bố mình đây, vừa dài vừa cứng để cho các bạn cùng thẩm du với mình luôn nhé. Với chiếc máy này thì nó sẽ cạo sạch như thế nào. Cái này nếu mà râu các bạn dài thì mình sẽ dùng cái phần cắt này mọi người nhé. Cắt thì cắt ngắn trước nhé. Phần cằm dưới nó khá là sạch, nó tăng cái độ đẹp ra rất là nhiều đó. Bây giờ còn phần trên nó giải quyết nốt để xem nó có tăng thêm cái độ hào hoa, không độ gấp đôi lên không mọi người nhá. Đó, khá là sạch rồi đúng không? Với một cái máy Caro như này thì thực sự các bạn nên mua để sử dụng như là trải nghiệm mọi người nhé. Giá chưa tới 100k, như vậy là quá ok luôn đấy nhá. Phải nói là rất là sạch sẽ rồi đúng không? Bộ râu quá là dài và cứng, rất là sạch sẽ. Bố trời em còn có gợi đâu, có sát chân không bố? Đấy, rất là thoải mái, rất sát như là mình cạo dao làm bình thường luôn mọi người nhá. Đó, mọi người muốn sạch sẽ, muốn ổn định và dùng pin sạc một lần hơn 30 ngày sử dụng thì mọi người cứ quất cho mình cái máy cạo râu Zando 301 này nhé mọi người nhá. Đấy, thực tế với sản phẩm nhá. Đấy, test thực tế trên cái bộ râu của các bác luôn. Râu rất dài, rất rậm luôn nhưng mà vẫn sạch sẽ ngon lành nhá. Các bác nên mua một cái con máy này. Đấy, không cần phải dao lam nữa, vì mà cạo là các bác yên tâm là cạo sạch đến chân răng kẽ tóc luôn mà không bị va chạm hay là xứt sát, vì nhiều khi bác cạo dao lam nữa là rất nguy hiểm. Con này các bác cứ di cạo nha, cứ di cạo thoải mái và rất là tiện, sạc một lần dùng 30 ngày, dùng cả tháng luôn. Và khi mà sạc các bác đẩy lên cho em đó, và các bác cắm trực tiếp vào điện 220 là bác sạc thôi đó, máy chạy rất êm. Ngoài ra có phần tăng đơ để khi mà râu dài là các bác có thể tỉa tót đi trước, sau đó là mình dùng cái phần này. Phần này nó có một hay nữa là nhún này. Đấy, nhún theo cái phần cơ mặt của bác, nó sẽ nhún ở phần cơ mặt để nó ôm sát cái phần cơ mặt bác, nó cạo nó sẽ sạch hơn. Rồi, lên mã nhà sẽ là máy cạo râu JD hoặc là Zandu đều được. Đấy, máy cạo râu Zandu JD, giá sẽ là 100.000 một cây nhá. 100k cho một cây máy cạo râu JD này. 100k, hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Xịn lắm. Con này dùng mình dùng nhiều, bán nhiều và hiện tại đang rất là hot luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là mã hàng đó là cái bao tay thực phẩm. Lên mã nhà sẽ là bao tay thực phẩm này. Em báo giá luôn. Giá sẽ là 20.000 cho một cái hộp bao tay thực phẩm này. Đó, 20.000 hộp nhá. Đấy, con này thì hình như là của nó là hơn 100 chiếc rồi. 100 hay là hơn 100, 100 chiếc rồi. 100 triệu nhá. Đó, đây. Con này bóc rất là dễ, các bác chỉ việc là bấm vào đây. Đấy, xé này ra này. Đấy, các bác xé này ra, sau đó các bác lấy bao tay ra, lấy ra từng cái một nhá. Nó là dòng nhựa nguyên sinh, nhựa cao cấp nhưng rất là dài. Đó. Đấy, các bác đi vào. Đèo rất là dài nhá. Nó có thể là co giãn ra thoải mái cho em luôn. Đó, đây. Đeo co giãn ra thoải mái cho em luôn nhá. Đó, đây. Và ok luôn. Các bác sử dụng trong công việc nhà bếp, nhà bếp các thứ nhà mình trộn đồ, trộn thức ăn nhá, thoải mái cho em luôn. Đó. Đây nhá. Đấy, đeo vào rất là ôm tay này. Các bác sử dụng bóp đồ ăn thức uống này, sạch sẽ. Đấy, nấu trong nhà bếp rất tiện nhá. Bao tay thực phẩm, lên mã em sẽ là bao tay thực phẩm nhá. Đó, một hộp này sẽ là 100 chiếc này. Hiện tại em đang bán giá sẽ là 20k nhá. 20k. Đó, một hộp bao tay thực phẩm này. 20k này. Sản phẩm mới tiếp theo thì em lên luôn cho bác là mã hàng đó là cái bơm 1T nhá. Lên mã nha, bơm 1T. Hôm nay thì về một cái lô hàng bơm 1T này, báo giá luôn. Giá sẽ là 110.000 một chiếc nhá. 110k một chiếc này, bơm 1T này. Các bác mua về sử dụng bơm xe đạp, xe máy cho em rất ok nhá. Nó là dòng bơm 1T. T rất là to luôn. Đấy. Đây, T cực kỳ to nhá. Đó, bơm rất là ngon. Ngoài ra thì có đồng hồ đo áp suất đầy đủ luôn nhá. Đó. Con này các bác bơm xe đạp, xe máy này.
dây là dây chống gập chống gãy nhá, đấy có bóp thoải mái, dây lại về bình thường, dây chống gập chống gãy. Đầu bơm thì có, sẽ có là các đầu bơm, đầu bơm pha, bơm bóng, rồi là bơm xe đạp, xe máy, ok cho em luôn. Đấy, rất là dễ sử dụng nhá. Về thì các bác chỉ việc cho vào, sau đó mình bóp con này vào và có thấy các bác dặn không? Con này các bác có thể dặn bằng tay này, các bác nhìn này, dặn nó rất là êm nhá. Đấy, dặn rất là êm luôn. Con này đấy em dặn bằng tay nhá. Còn nếu các bác đạp chân đấy các bác dặn thì nó nhẹ như không. Đấy, nhẹ như không luôn nhá. Đó, rất là ok. Đó, thấy không? Ép hơi thoải mái cho em luôn. Êm lắm, con này hình dặn thích lắm. Êm dã man luôn. Đó, đây. Bóp tay thoải mái cho em luôn này. Ngoài ra có phần lẫy cài này, các bác có thể là cài móc vào để các bác thuận tiện cho việc di chuyển. Mình có thể là để vào cốp xe, nani mang lại phòng trừ trong việc ví dụ như là mình có hết hơi. Bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy ok cho em luôn nhá. Lên mã em sẽ là bơm 1 ti. Giá siêu tốt của bác luôn. Giá sẽ là 110k nhá. Đấy, 110k cho một chiếc bơm 1 ti nha. Sản phẩm tiếp tiếp tục về nhá. Con bát sen inox cũng như là vòi xịt vệ sinh. Đó, em sẽ đi vào con bát sen trước này. Con bát sen inox này thì quá chất lượng đâu ạ. Bát sen inox này thì cực kỳ chất luôn. Đó đây, một con bát sen inox 304 nhá. Coi nhìn này, Su 304. Hàng Osaka Japan, rất chất lượng, dày dẫn chắc chắn như này. Đó. Giá thì gửi bác một cái giá cực kỳ là bình dân luôn. Đấy, giá rất bình dân luôn nhá. Con này thì bên em sẽ bán theo combo nhá. Bên em sẽ bán theo combo, không bán lẻ bát nhá, vì hàng nó không có, hiện tại chưa có bát lẻ. Đó, bán theo combo thì sẽ có là một bát sen này, một cái dây đi kèm này, một dây đi kèm, dây sẽ là dây 1,5 m nhá, dây 1,5 m luôn. Đó, dây này là dây 1,5 m luôn này, dây 1,5 m. Đây là có nhìn là thông tin này, ghi này 150 cm này. Đó, và đi kèm sẽ có cho bác làm một cái giá đỡ nha. Đây em chuyển máy vào đây. Đó, một cái giá đỡ này nhá. Đấy, hàng này thì nó đi kèm nó sẽ có cả giá đỡ luôn nhá. Đấy, giá đỡ đây. Đấy, giá đỡ này. Giá đỡ cũng là inox luôn nhá. Ốc vít để các bác bắt này, đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Ốc vít, giá đỡ, tay sen, tay sen, tay bát sen và dây vòi, dây vòi nguồn như này. Đấy, dây vòi nguồn như này, đầy đủ full combo bộ sản phẩm như này. Gửi đến các bác một giá siêu tốt luôn. Giá của nó sẽ là đi 110k một sản phẩm nhá. Con này như đợt trong Tết thì em đang bán giá 150k. Đấy, về lô mới giảm giá xả kho bác luôn. Các bác lên mã cho em là cái sản phẩm là bát sen inox này, bát sen inox nhá. Nhớ mã cho em là bát sen inox vì bên em có hai mã bát sen, tránh tình trạng nó nhầm. Giá của nó sẽ là 110k một bộ nhá, 110k một bộ. Dây dài 1,5 m nhá. Sẽ gồm có là bát sen cộng với lại dây và giá đỡ. Đấy, đầy đủ luôn. Về là các bác chỉ việc lắp vào các bác dùng thôi. Giá đỡ, ốc vít luôn nhá, cả ốc vít luôn. Đấy, về chỉ cần một cái con khoan, các bác khoan vào tường, các bác bắt vào là xong. 110.000 một cái bộ bát sen này. Đấy, 110k một bộ nhá. Giá cực kỳ hợp lý và giá bao giá thị trường luôn. Các bác mua đâu được một cái bộ bát sen nhà. Hàng của Nhật rất xịn sò này luôn nhá. Hàng của Nhật rất xịn sò này. Đấy, hàng Osaka Japan này, rất chất lượng luôn nhá. Dây inox luôn nhá, bát inox luôn nhá. Đế cài, ốc vít bắt vào cũng bằng inox luôn nhá. 100% inox luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, test thử thoải mái nha em luôn nhá. Đấy, 110.000 một bộ nha, đầy đủ. Bây giờ em sẽ ghép thực tế một cái video em test thực tế cái con bát sen này để vào để các bác cùng xem coi nhá. Đây ông ơi, giờ em sẽ test thực tế để bác xem về cái sản phẩm vòi nước này bên em coi nhá. Đấy, vòi inox 304 này, test thực tế luôn nhá. Đấy, thấy không? Bật nước này. Nước phun ra rất mạnh nhá. Đấy, đây. Rất xịn sò, rất ngon coi nhá. Đấy, tia nước này thẳng tắp luôn nhá. Đó. Đây. Rất là ngon, xịn coi nhá. Đấy. Nói chung là con này các bác dùng tắm táp thì chấm hết luôn, không gì phải chê cả. Đây. Đấy. Với con vòi vòi sen nhá. Đấy, con vòi sen inox của nhá. Bát sen inox. Rất là xịn luôn. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng sản phẩm test cái con bát sen này các nhá. Đó. Tiếp theo thì lại về cái lô vòi xịt vệ sinh nhá. Đấy, tiếp tục lại về cái lô vòi xịt vệ sinh nhá. Đó. Con này cũng là hàng dây 1,5 m luôn. Đấy, cũng là dây hàng 1,5 m nhá. Ở đây thì combo bộ sản phẩm thì cũng đầy đủ như cái bộ kia luôn. Sẽ gồm có là một cái tay xịt chính này, một tay xịt này. Đấy, bấm cực kỳ êm và rất là nhẹ luôn. Cũng inox 304 nhá. Su 304, hàng cũng của Osaka Japan. Đấy đây, có nhìn cái chữ này. Đấy, Osaka Japan nhá. Đấy, Osaka Japan. Và đây là dây này, dây và giá đỡ đi kèm luôn này. Đấy, giá đỡ đi kèm có cả ống vít luôn nhá. Đấy, có cả ống vít luôn. Đây, để em quay đây cho nó sáng. Nhìn nó dễ. Đây này. Đó, đây là giá đỡ này. Đó. Còn đây là tay xịt này. Osaka Japan nha các nhá. Đấy, bóp cực kỳ nhẹ, con này dòng dùng rất thích các nhá. Các bác nhìn inox này, cực kỳ dày luôn. Đấy, inox rất dày. Đó, inox rất dày nhá. Còn đây là dây này, dây 1,5 m luôn nhá. Dây 1,5 m luôn. Dây inox 304 luôn nhá. Dây
co giãn chống rối chống cọc cực kỳ ngon lành xịn sò này. Đấy, bộ vòi xịt vệ sinh này. Đó thì các bác lên mã cho em là cái sản phẩm là bộ vòi xịt vệ sinh. Vòi xịt vệ sinh này thì bữa trước đang bán như là 120k thì hôm nay thì bên em cũng về lô mới giảm giá các bác luôn. Các bác lên mã cho em là bộ vòi xịt vệ sinh nhá. Bộ vòi xịt vệ sinh. Giá của nó sẽ là 100k bộ nhá, 100k một bộ. Bộ vòi xịt vệ sinh nha. Các bác lưu ý là nhà em hóa đơn trên 200k sẽ được miễn phí ship nhá. Đấy, hóa đơn trên 200k sẽ được miễn phí ship. Đó. Test thực tế cho bác xem về cái con sản phẩm cái con vòi xịt nhà em đang sử dụng nhá. Đấy, con vòi xịt nhà em đang sử dụng này. Đó, cũng đã sử dụng luôn. Cực kỳ ngon nhá. Đây nhà em không có cần tăng áp tăng nhiệt gì nhưng mà vòi xịt ra rất là đều luôn. Đấy, tia nước ra rất là thẳng nhá. Đó, xịt ra rất đều. Nói chung là cực kỳ là ngon, xịn sò chất lượng nhá. Inox 304. Đấy, hàng thì bóp này, các bác nhìn này, bóp nó rất là êm luôn nhá. Đấy, bóp nó rất là êm luôn. Đấy, bóp rất là êm, rất là nhẹ nhàng, tình cảm luôn. Đó, đây, xịt ra nước này, rất là đều, rất là khỏe nhá. Đó, mới con vòi xịt nhà vệ sinh. Đấy, ra. Rồi, cái siêu phẩm tiếp theo thì lâu lắm hàng nó lại xuất hiện này. Đó, đó là cái siêu phẩm là cái dao cắt kính nhá. Dao cắt kính, cắt gạch men a năng. Thì các bác cứ lên mã nhanh giúp em sẽ là dao cắt kính, cắt gạch men a năng. Con này thì lâu lắm hàng mới xuất hiện nhá. Chuyên cho bác cắt kính này, cắt gạch men các kiểu em nhá. Dao cắt kính này, dao cắt kính, cắt cả gạch men luôn. Đấy, gạch men cho em luôn nhá. Giá của nó thì bữa trước đang bán là trước em nhớ không nhầm em đang bán giá sẽ là 250k. Hôm nay thì bên em về một cái lô mới và với một cái mức giá cực kỳ ưu đãi của bác luôn. Giá sẽ là 150k một chiếc nhá. 150.000 một cái con dao cắt kính, cắt gạch men như này. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ có đầy đủ các chi tiết. Đây là sẽ có là một cái thân dao này. Đấy, đi kèm thì sẽ có là một cái tay nắm, tay cầm nhá. Thì về các bác lắp đặt là xoáy cái phần này vào cho em. Đó, xoáy vào và các bác cứ thế các bác cầm và cắt thôi. Đây là cái phần tay công. Đấy, tay công thì các bác khi bác là cho kẹp đá, kẹp kính như này các bác cắt nhá. Đấy, tí nữa sẽ hướng dẫn các bác chi tiết các bác cắt luôn. Và đi kèm dòng này thì sẽ có đầy đủ sẽ là 3 lưỡi. Đấy, một lưỡi ở trên thân dao rồi và 2 lưỡi ở ngoài. Để khi mà lưỡi nó mòn các bác lắp vào nhá. Lưỡi thì toàn bộ sẽ được tráng kim cương nhân tạo nên là cắt cực kỳ ngọt luôn. Đấy, cắt rất ngọt ngào và ngon lành. Dễ dàng sử dụng nhá. Các bác nào mà không cần phải là gọi là nghề nghiệp gì các bác bình thường thôi các bác vẫn có thể là cắt ngon lành được. Đây em thì cũng không phải nghề nghiệp đâu, em vẫn cắt ngon lành. Đây giờ em sẽ cắt test các bác xem. Lên mã nhanh cho em sẽ là dao cắt kính, cắt gạch men này. Giá báo giá nhanh luôn, 150.000 bộ nhá. Đây em sẽ đi vào cắt test bác xem nhá. Đấy, đây. Ở đây thì em đang có một cái tấm kính nhá, sẵn sàng để cắt test cho bác xem này. Đấy, con này thì rất là dễ thôi. Đây, tay bác cầm như này, sau đó là mình di vào đây thôi. Đấy, các bác di vào đây. Và các bác tuốt cho em. Đấy, miết đều tay nhá. Lưu ý giúp em, các bác miết đều tay, chỉ cần miết một đường thôi, không cần miết nhiều, miết đúng một đường thôi. Sau đó là mình kẹp vào cái tay công này, các bác nhìn này, ở đây nó có cái phần khe tay công này, kẹp vào đây. Đấy, kẹp vào giúp em. Nếu mà nó chưa vừa thì các bác nới ra cho nó vừa. Đấy, nới ra cho nó vừa, sau đó là mình công vào thôi. Rất là dễ dàng nha, đây các bác đợi chút để em công nha. Đấy, hàng kính thì là em không quen lắm nên mình cứ phải cẩn thận chút, gỡ ra. Đấy, đây, các bác cho vào các bác công nha, các bác nhìn em công này. Đấy, rất ngon nhá. Cực kỳ ngon này. Đấy, đường kính đi rất là phẳng nhá. Phẳng đét luôn. Có thấy không? Phẳng đét đẹp luôn này. Đây em đang cắt kính nhá. Bữa sau em sẽ cắt cho bác xem gạch men, còn hôm nay em cắt tạm kính thôi. Đấy, để cho bác cắt xem thử. Đó, đường kính đi rất là mịn luôn này. Đó, thẳng tắp tập luôn nhá. Đó, rất ok luôn. Dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Giá của nó sẽ là 150.000 bộ nhá. Tặng kèm thì sẽ có là 2 lưỡi. Tổng sẽ có là 3 lưỡi đi kèm nhá. Tổng sẽ có là 3 lưỡi. Đây tổng sẽ là 3 lưỡi, 1 2 3. Một lưỡi trên dao, hai lưỡi ở ngoài đi kèm, tổng là 3 lưỡi và một thân dao đi kèm nhá. 150.000 một bộ dao cắt kính nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về một cái kilo đó là chắc là khoảng tầm hơn chục bộ này, cái bộ lấy ốc gãy nhá. Nhiều bác hỏi quá này nhưng mà nó không có hàng. Đấy thì hôm nay tranh thủ vật cho bác được khoảng tầm hơn chục bộ. Đấy, các bác nhanh đặt hàng này. Với một cái giá siêu tốt luôn, báo giá nhanh luôn nhá. Lên mã nhanh cho em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy. Giá của nó thì siêu hạt rẻ rồi. Em chỉ có khoảng tầm 15 bộ thôi, không có nhiều đâu. Bộ lấy ốc gãy này, lên mã giúp em cho là bộ lấy ốc gãy nhá, lấy ốc gãy. Giá em đang hử hãng với giá một cái bộ lấy ốc gãy 5 mũi như này, 40k. Bán nhanh luôn. 40.000 một bộ lấy ốc gãy luôn nhá, 40.000 bộ, giá quá hạt rẻ luôn. Đấy, đây. Hàng thì nó sẽ có là một cái đầu gen ngược nha và một cái phần phần chân nha. Thì cái chân này các bác có thể là về các bác lắp vào cái phần máy khoan pin rồi là những cái chụp để các bác xoáy các bác lấy ốc gãy nhá. Đấy, thường thường thì các bác sẽ lắp vào những cái phần chân khoan, máy khoan điện, máy khoan cầm tay, máy khoan pin. Đấy thì con này nó là chuyên để lắp vào đấy nhá. Đấy thì nó sẽ có là 5 mũi, 1 2 3 4 5, 5 mũi nhá, sẽ có các cỡ từ to nhỏ đây này. Cái cỡ của nó ở đằng sau này. Đó, sẽ có là 1 2 3 4 5 này. Đây này.
366881 này. Đấy, nói chung là các cỡ khác nhau nhá. Thì về bác tùy nhu cầu bác sử dụng thôi. À, bộ vít bộ lấy ốc gãy giá sẽ là 40k một cái bộ lấy ốc gãy nhá. Giá siêu hạt rẻ luôn. Đó. Giá quá chất lượng, bác nào mà ốc gãy ốc ghiếc các thứ là mình mua con này về mình sử dụng nhá. Giá quá ok luôn. Đấy các cậu cùng xem này. Đấy, con này thì nó rất là dễ dàng dùng thôi. Đấy, ví dụ như những cái chân ốc nó bị gãy này. Đấy, về mình ví dụ mình đột xong mình khoan một cái lỗ nhỏ để tạo một cái lỗ để khi mà các bác là cho cái bộ cho một cái chân ốc xuống nhá. Đây, đấy, ví dụ các bác lấy một cái con ốc vừa ra vừa cỡ này. Đấy, xong lấy một cái cà lê có xoáy này. Đấy, nhích nhẹ cái ra luôn nhá. Đấy, chuyên để mình lấy ốc gãy, rất là tiện dụng luôn. Đa năng nhá. Đấy, thực tế sản phẩm đây. Rất ok. Đấy, rất là nhanh nhá. Đấy, rất là nhanh luôn. Bộ lấy ốc gãy này, giá sẽ là 40k trong cái bộ lấy ốc gãy này nhá. Cái sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm thùng đồ nghề của Matado này. Đấy, con này của Matado của Harden nữa nhá. Đấy, hàng made in Germany nhá. Đây, nó Matado made in Germany này. Hàng này phần kích thước của nó sẽ là dài 42 nhá. Đấy, dài 42, rộng 20 và cao 20. Đấy, dài 42, rộng 20, cao 20. Đó thì ở đây sẽ có là tay sách này. Đấy, tay sách nhá. Đó, và đây là phần mở ra này, mở ra rất nhẹ nhàng nhá. Đấy, mở ra rộng đúng như cánh máy bay luôn. Đó thì đây sẽ có là một tầng to bên dưới đây, hai tầng nhỏ bên trên. Đấy, hai tầng nhỏ bên trên thì tổng của nó sẽ là 5 tầng. 1 2 3 đấy, 4 5, 5 tầng nhá. 5 tầng 5 ngăn. Đấy, để thoải mái bác đựng đồ. Dưới này ví dụ các bác đựng những cái phần máy móc to này, trên này các bác đựng ốc vít rồi là tô vít kìm kéo, rất là ngon. Đấy, hàng này cực kỳ chắc chắn dày dặn luôn. Nước sơn rất đẹp luôn nhá. Đây các bác nhìn này, chữ Harden này. Đó, nước sơn này, cực kỳ đẹp luôn. Nước sơn nó làm dạng sơn nhám rất đẹp luôn. Đó, giờ mình sẽ test thực tế bác xem này. Đấy, hàng này thì nói chung là các bác cứ nhảy lên các bác sẵn thoải mái nhá luôn. Đấy, các bác sẵn thoải mái, không vấn đề gì luôn nhá. Đấy, đây, hàng vẫn ngon lành này. Đó, mở ra vẫn trơn tru nhá. Đấy, mở ra vẫn trơn tru, em vừa dặn rất là ngon luôn. Nhưng mà mở ra vẫn rất là trơn tru luôn. Đó, tổng quan là một cái con sản phẩm thùng đồ nghề. Đó, của Harden. Rất là đẹp luôn nhá, hai màu này. Đây, đinh tán này. Đấy, nhìn rất chắc chắn. Giá thì hiện tại con này bữa trước đang là 550k. Đấy, nhưng mà hôm nay thì em cũng bên em cũng giảm giá quá nhá. Đấy. Thùng đồ nghề, bác lên mã luôn cho là thùng đồ nghề này. Thùng đồ nghề. Bữa trước đang là 550k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. 500k. Đấy, bên em sẽ bao ship đến tận nhà nhá. Đấy. Thùng đồ nghề 500k bao ship tận nhà nhá. Của thương hiệu Harden, hàng mới nguyên hộp chưa qua sử dụng nhá. Đó, kích thước là 42 x 20 x 20. Đó, chất lượng luôn. Các bác nào thích cái mặt hàng này thì cứ liên hệ trực tiếp với em này. Đó, đây, rất đẹp luôn nhá. Đấy, Matado made in Germany này. Đấy, của thương hiệu Harden này. Rất đẹp luôn, nói chung là cực kỳ xịn sò. Đẹp cho một cái con thùng đồ nghề như này. Các bác mua về sử dụng đi công trình các thứ giờ. À đây, cái con này còn một cái chi tiết nữa này. Ở đây nó là cái phần lỗ khóa này. Đấy, lỗ khóa nhá. Để khi mà ví dụ các bác đi công trình ấy thì các bác mang cái khóa đi, các bác đập vào và các bác có cái khóa đây, các bác khóa vào. Đấy thì đồ đạc các bác để đây nó yên tâm nhá. Đấy, không vấn đề gì cả luôn. Theo hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái cọ xoong nồi nhá. Cái cọ xoong này là cái dòng sản phẩm thông minh đời mới nhá. Đấy, dòng sản phẩm thông minh đời mới rất là hay này. Đó, một bộ sản phẩm rất chất lượng nha. Đây. Hàng này thì rất là thông minh nhá. Con này thì đây sẽ có một cái phần cọ xoong như này. Đi kèm thì sẽ một cái phần hũ để các bác đựng dầu, cái dầu rửa bát vào đây. Đấy thì về các bác xoáy nắp này cho em, đổ dầu rửa bát đây và các bác đậy nắp vào. Đấy, xong là các bác kiếm một cái dây nữa các bác buộc đây để mà làm cái móc đeo này cũng được, hoặc không thì các bác cứ để không lại được. Đấy, tùy nhu cầu thôi nhá. Đấy, sau khi mà các bác đổ dầu bát xong thì các bác dùng các bác ấn vào đây nhá. Ấn vào đây. Thì nó sẽ ép cái hơi xuống thì nó sẽ đẩy cái phần dầu bát ở đây ra. Đấy, dây ra thì các bác lấy cái này các bác cọ trà. Đấy, trà xoong, trà nồi các thứ nha. Rất là tiện dụng nhá. Các bác cầm ở đây các bác trà thôi. Nó không bị vào chạm vào tay cái thứ là nhiều khi bác cầm những cái phần những cái búi rác này nhiều khi là nó sắc ấy. Đấy, vì nó là bằng kim loại mà rất sắc. Đấy, chẳng may nó có chạm vào đứt tay đứt chân rất nguy hiểm thì các bác dùng ra cho. Các bác trà các bác cọ này. Đấy, dùng là các bác trà các bác cọ nhá. Đấy. Rất là hay, cực kỳ thông minh luôn. Các bác lên mã cho em sản phẩm là cọ xoong. Đấy, bên em bán thì một cái này giá của nó sẽ là 15k nhá, một cái sẽ là 15k. Còn nếu mà các bác lấy 10 cái thì giá của nó sẽ là 120k cho 10 cái. Đấy, nếu mà các bác lấy số lượng nhiều thì giá nó sẽ tốt hơn. 10 cái là 120k. Còn các bác lấy lẻ thì sẽ là 15k một cái cọ xoong này nhá. Đấy, 15.000 một cái cọ xoong rất là hay, rất là thông minh nha. Đây các bác cùng xem thực tế sản phẩm này.
Đấy, về bác đổ dầu bát với nhá, xoáy vào. Đó, sau đó các bác chà, rất là dùng rất tiện nhá. Đó, rất là hay này. Đấy, nhiều khi bác cầm cái búi rác ấy, nó bẩn tay rồi là nó xước sát tay ra. Đấy thì bác dùng này chưa? Rất tiện dụng luôn. Đó. Có thấy không? Rất hay nhá. Cực kỳ là tiện dụng. Đó. Rất tiện dụng nhá. Đó, mà giá thì cũng rất là hợp lý luôn. Giá chỉ có 15k một cái như này thôi. 15k một cái cọ son, còn nếu mà các bác lấy lẻ thì 10 cái sẽ là 120.000. Đó là cái thảm lau chân nhá. Đấy, hàng tiếp tục về cái lô thảm lau chân. Đợt này nó về những cái hình rất là đẹp luôn này. Đấy, cực kỳ xịn, rất là chất lượng nhỉ. Đấy, dòng sản phẩm thảm lau chân nhá. Đấy, hình rất là ngộ nghĩnh đáng yêu nhá. Để các bác sử dụng, các bác để trong gia đình nhà mình này. Đó, rất đẹp luôn, cực kỳ nhiều hình nhá. Đợt này rất nhiều hình. Đó. Hàng này bên em sẽ bốc ngẫu nhiên nhá, không lựa hình. Các bác thông cảm là hàng này không lựa hình vì nó nhiều hình lắm các bạn. Nó quá nhiều hình luôn các bạn. Mỗi cái một loại hình khác nhau. Đấy, mỗi cái một loại hình khác nhau. Đây. Lắm hình lắm các bạn. Đấy, các bác cứ lên mã cho em sản phẩm là thảm lau chân nhá. Đấy, thảm lau chân này. Đó, thảm lau chân. Con này thì đây. Con này thì nó là mặt dưới nó là đệm cao su nhá, chống trơn trượt, mặt trên thì dạng bông thấm hút nước cực kỳ tốt luôn. Đấy, thấm hút nước rất tốt nhá. Con này cho bác lau chân lau trước nhá, rất chất lượng. Con này như này. Đó, các bác lên mã cho em sản phẩm là thảm lau chân. Giá thì siêu tốt của bác luôn. Giá chỉ có 50k thôi nhá. Đấy, thảm lau chân này. Thảm lau chân. Giá chỉ có 50k một chiếc nhá. Đấy, 50k một chiếc thảm lau chân nha. Rất chất lượng, ngon này, xịn sò của bác này. Đấy, các loại, các hình, các màu nhá. Gửi bác luôn. Rất là đẹp, xịn sò. Đây này, nó về cái lô này hàng rất đẹp luôn nhá. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, 50k một chiếc thôi nhá. 50k một chiếc thảm lau chân nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác là một cái rất là hay này. Nó là cái nó gọi là cái nhỏ giọt nhá. Nó cái tưới cây nhỏ giọt, các bác cứ lên mã cho em là cái tưới cây nhỏ giọt này. Đó thì nó sẽ như này. Đây, đưa được một cái đây. Nó có một cái đây, một cái phần đầu như này. Cái đầu này các bác cắm xuống đất này. Đó, còn đầu này là cái đầu ra. Đây em đang lắp, cái đầu nó đang bị thiếu thì không lắp được thôi. Các bác xem quan xem tạm này nhá. Còn cái phần gen này các bác xoáy vào cái phần cái chai nước ấy. Chai nước thì đây em đang lấy tạm cái chai nước nhỏ thôi. Còn về các bác mà có cái chai lít rưỡi ấy, thì các bác lấy cái chai coca kia to lít rưỡi mà các bác dùng. Con này thì phù hợp mà bác nào ví dụ như là ở chung cư có thứ nào, hoặc là bác nào bận rộn không tưới cây được ấy, thì dùng con này cho em rất là hay. Đây, phần này các bác cắm trực tiếp xuống đất này. Đó, thì nó sẽ giữ đứng cái chai lên. Đó, và cái phần này là cái van chỉnh nước này. Đấy, cái van chỉnh nước thì các bác về các bác chỉnh theo cái chế độ nước các bác muốn nó ra nhiều ra ít thì các bác chỉnh ở đây. Đó, đây này. Các bác nhìn không? Đây đang nhỏ giọt ra này. Đó, nó đang nhỏ giọt đúng không nhá. Các bác chỉnh ở đây nhá. Chỉnh ở cái này. Đấy, các bác chỉnh cái này chưa? Đó, muốn ra nhanh, ra nhiều thì các bác chỉnh này. Đấy, ra nhiều này. Ra vừa vừa này. Đấy, chỉnh vừa vừa này. Cái phần chai trên này thì các bác nhớ là các bác phải đục cái lỗ cho em. Thì nước thì nó mới có hơi nó vào thì nó mới đẩy nước được, chứ còn các bác mà cứ thế là các bác cho vào thì không bao giờ nước nó ra được đâu. Đấy, nhớ là phải đục cái lỗ đây, em đục một cái lỗ nhỏ này. Đấy, đục một cái lỗ nhỏ đây thì nước hơi nó sẽ vào và nó sẽ đẩy cái nước nó xuống. Đấy, gọi là cái nhỏ giọt, tưới cây nhỏ giọt nhá. Tưới cây nhỏ giọt này. Giá hiện tại bên em đang bán một cái tưới cây nhỏ giọt này, giá sẽ là 10k nhá. Còn nếu mà các bác mua lẻ là phải mua là 3 cái trở lên bên em mới bán nhá, vì giá của nó rất là rẻ thôi. Đấy. Tưới cây nhỏ giọt này, giá sẽ là 10k một chiếc nhá. 10k một chiếc. 10k một chiếc nhá. Còn các bác lấy là phải lấy từ 3 chiếc trở lên. 3 chiếc trở lên. Đó, 3 chiếc trở lên nhá. Bán lẻ thì là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, dùng thì rất là dễ thôi. Về cho chai nước vào đây. Đục thủng cái chai nước ra. Và cái phần đầu này các bác ra là các bác chỉnh cái nước và xoáy theo cái van của nó ở đấy là xong. Đây các bác em cùng xem thực tế cái video mà ta test cái con sản phẩm đó các nhá. Chào đây. Anh chị, hôm nay tôi mang đến cho anh chị thích thổng cây, một sản phẩm thông minh đây ạ. Dụng cụ tưới cây nhỏ giọt sẽ giúp anh chị chăm sóc được cây kể khi cả anh chị bận ruộng, bởi hệ thống tưới nhỏ giọt thông minh sẽ luôn hoạt động với mức độ vừa phải mà sẽ không khiến cây bị ngập úng. Chào anh chị, hôm nay tôi mang đến cho anh chị thích thổng cây. Về các bác cắm đây. Đấy. Nó rất là dễ dùng đúng không nhá. Về các bác có chai nước các bác xoáy vào thôi. Chai nước thì nói chung là nhà nào cũng có đâu. Đó, có điều chỉnh cái van đấy. Nhưng mà nhớ là cái chai nước các bác phải đục. Đấy, các bác nhìn nó đục chưa. Đấy, người ta đục cái phần đít trên cái chai nước ấy, để cho cái hơi nó xuống thì nó với nước nó chảy vào nhá. Đó, rất dễ dùng nhá. Giá sẽ là 10.000 một cái các bác nhá. Bên em bán từ 3 cái trở lên. Đấy, bán ít quá bên em không bán đâu.
bán là phải từ 3 cái cho nên mình giá của nó rất là rẻ rồi. Cái sản phẩm tiếp theo lên luôn cho bác là cái con đèn nấm này. Đấy, con đèn nấm rất là hay nhá. Đấy, thì nó hình sẽ là hình nấm này. Đấy, cũng như là hình cỏ cây này. Con này thì nó là dạng đèn ngủ nhưng mà nó thiết kế theo kiểu hình nấm rất là hay. Nó sẽ có phần cảm biến nhá. Đấy, phần cảm biến che ở đây. Cảm biến này thì vị nghĩa là tức là tối thì nó sẽ tự động bật và ban ngày sẽ tự động tắt. Nó gọi là cảm biến tự động. Đó, con này thì bên em đang bán một con đèn nấm này. Giá sẽ là 30.000 một cây. Giá cực kỳ là rẻ gửi bác luôn. Các bác lên mã cho là con sản phẩm là đèn nấm, giá là 30k. Đây giờ em sẽ test thực tế bác xem con đèn nấm này nhá. Đây các bác cùng xem em test này. Đấy thì về các bác cắm trực tiếp lên điện này. Đó, thì đây, em che các phần cảm biến đi nhá các bác nhá. Đây che phần cảm biến này. Đó, thấy không? Đó, dùng làm đèn ngủ thì rất ok nhá. Tối sẽ tự động sẽ tắt vào ban ngày này. Đấy, các bác bỏ ra tự động sẽ bật này. Đó, đây. Đó, rất là hay nhá. Đấy, dùng làm đèn ngủ rất ok. Ánh sáng của nó vừa phải, nó không phải là sáng quá nhá. Đây cái cảm biến rất nhạy luôn này. Đó, cảm biến cực kỳ nhạy nhá. Đó, test nếu mà các bác đến lúc các bác nhận hàng các bác test thì các bác cứ ấn tay vào đây. Đó thì nó sẽ gì nhá. Đấy, rất là hay, rất là ok nhá. Cho con sản phẩm đèn nấm này, cực kỳ là thông minh luôn. Đó. Đó thì các bác mua về làm cái con đèn ngủ thì rất ok. Giá sẽ là 30.000 một con đèn nấm luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô keo đa năng. Đấy. Dòng sản phẩm keo đa năng nhá, dính mọi vật liệu luôn. Keo đa năng mà dính mọi vật liệu luôn, dính từ A đến Z luôn nhá. Gỗ, hiếc rồi các kiểu sắt, thép, thủy tinh, các thứ cho em. Một típ này của nó sẽ là 60g này. Đấy, 60g cho một cái típ keo đa năng này. Đấy, đi về thì các bác sử dụng để các bác dính mọi chất liệu luôn. Rất là hay nhá. Và các bác lưu ý là các bác dùng xong là các bác phải đậy nắp vào. Đấy, con này thì sử dụng nó cực kỳ là đa năng. Đấy, các bác dính mọi chất liệu. Giá thì hiện tại bên em đang gửi các bác một cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Các bác lên mã cho là con sản phẩm là keo đa năng. Hiện tại bên em đang bán một cái típ 60g như này. Đó, giá thì chỉ có 30k thôi nhá. 30k, các bác lưu ý là 30k một típ keo đa năng. Keo đa năng, đấy, keo đa năng. Các bác lưu ý là 5 típ bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, 5 típ bao ship. 5 típ sẽ được bao ship nhá. Còn bán lẻ sẽ là 30k một típ. Các bác lấy từ 5 típ trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đó. Một típ này sẽ là 60g. Đây em sẽ mở cho bác xem thực tế một cái video mà nó test con sản phẩm nó các bác nhá. Đây các bác, cùng xem thực tế cái video mà nó test con sản phẩm mình. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh kết nữa, vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, đấy là thực tế về cái con sản phẩm keo dính đa năng. Bên em đang gửi đến các bác nhé. Đấy, dính cực kỳ là ngon luôn, dính rất là chất lượng, một típ là 60g. Giá thì em gửi đến các bác một típ này sẽ là 30k. Các bác lấy từ 5 típ trở lên. Đấy, bên em sẽ bao ship nhá. Lấy 5 típ được bao ship, còn lấy một típ giá lẻ sẽ là 30k, còn 5 típ là 150k. Các bác được bao ship. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên em tiếp tục lại về cái lô kéo bếp này. Đấy, kéo bếp vàng các bác nhá, kéo bếp vàng. Đấy, tiếp tục lại về cái lô kéo bếp vàng nha. Hàng thì là thép SK5 rồi nhá. Đấy, hàng của Nhật. Đây, đấy, toàn bộ toàn chữ Nhật hết này. Đấy, thép SK5 nhá. Thép SK5 chữ dập chìm nguyên thân này. Đấy, của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan. Hàng này nói chung là quá là chắc chắn và sắc bén rồi. Đây các bác nhìn này. Hàng cực kỳ sắc bén luôn nhá các bác nhìn này. Cắt cực kỳ ngọt luôn. Đó thấy không? Cắt rất là ngọt ngào nhá. Đấy, đây. Ngọt như nước luôn nhá. Đấy, nói chung là con này các bác mua về làm kéo bếp, bếp cắt gà, cắt vịt xem thì chấm hết luôn, cắt thịt, cắt thà. Đó, rất ok. Giá thì đợt này giá cực kỳ hạt rẻ rồi. Các bác lên mã luôn cho em là cái con sản phẩm là kéo bếp vàng này. Kéo bếp hoặc là kéo bếp vàng đều được. Đấy, kéo bếp vàng. Giá sẽ là 50k. Hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho chiên luôn. 40k một con nhá. Đấy, 40.000 cho một con kéo bếp vàng này. Đấy, 40.000 một con nhá. Đấy, hàng rất chất lượng ngon lành, chắc chắn chị sò ok. Và tiếp theo em lên luôn cho bác là cái lô vòng trầm hương nhá. Tiếp tục lại về cái dòng sản phẩm vòng trầm hương này. Đấy, dùng rất là hay. Đó, thì đây, một túi của nó thì rất là nhiều luôn. Đó, một túi nó phải rơi đến khoảng tầm 100 vòng luôn nhá. Đấy, phải rơi đến 100 vòng. Mùi rất là thơm nhá. Các bác chỉ cần mở nắp ra các bác ngửi mùi đã thấy nó thơm rồi. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, mùi rất thơm luôn. Các bác mở nắp ra thấy mùi nó thơm rồi. Đấy, một túi này nó rơi khoảng tầm 100 vòng. Đấy, 100 vòng. Thì các bác một vòng là các bác đốt trong khoảng tầm từ 2 đến 3 tiếng luôn. Đấy, một vòng là đốt trong khoảng tầm 2 đến 3 tiếng thoải mái luôn nha các bác nhá. Mùi rất là thơm. Đó, về thì chuyên để các bác đốt hương trầm cái thứ đó. Đó, dùng rất là hay các bác nhá.
Đó, thì các bác lên mã cho em là cái hộp trầm hương. Đấy, hộp trầm hương. Hộp trầm hương thì bữa trước đang bán giá là đi 50k, hôm nay bên em cũng giảm giá xả kho luôn, giá chỉ còn 40k thôi. Hộp trầm hương này, hộp vòng trầm hương. Hộp vòng trầm hương. Giá sẽ là 40k một hộp nhá. 40k cho hộp vòng trầm hương. Đấy, dùng được rất là lâu. Một hộp 100 vòng lận cơ. Đấy, mà một vòng các bác đốt được khoảng tầm là 2 đến 3 tiếng thì các bác đốt cả năm mới hết được một cái hộp này. Đấy, rất là lâu nhá, cháy rất lâu luôn. Đó, 40k một hộp trầm hương nhá. Sản phẩm bình xịt nhớt bên em đang gửi bác nhá. Giá thì sẽ là 50k, một cái bình xịt nhớt này thì dung tích sẽ là 250ml. Hàng cũng của Kabushi Japan luôn này. Đó, một con bình xịt nhớt nữa. Con này thì bán quá nhiều rồi nhá. Con này thì lực xịt cực kỳ mạnh luôn, và ngoài ra thì nó rất là thông minh. Cái phần đầu vòi này này. Đấy, đầu vòi này các có thể là bẻ cong đi. Những cái vị trí mà góc khuất là các bác vẫn thể có thể là xịt được này. Đấy, phần đầu vòi bẻ cong. Tay bóp rất là êm ái, ngon lành nhá. Đấy, báo giá luôn. Các bác lên mã cho là sản phẩm là bình xịt nhớt. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con bình xịt nhớt này thôi. Đấy, 50.000 về dùng rất tiện luôn. Bác nào mà ví dụ là sửa chữa máy móc rồi là các bác thợ thuyền. Đấy, rồi bác nào làm máy may chuyên để xịt dầu xịt nhớt rồi. Dùng rất tiện nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đêm nay bên shop lại tiếp tục về, đó là cái siêu phẩm là cái con kìm kìm này, nó là kìm tút dây nhá. Kìm tút dây. Đó, lên mã giúp cho em là siêu phẩm kìm tút dây. Lâu lắm hàng nó lại tiếp tục về để phục vụ các bác này. Đó, một con siêu phẩm kìm tút dây. Hàng quá chất lượng luôn, cực kỳ chắc chắn nhá. Con này thì các bác sử dụng gia đình hoặc anh em thợ thuyền sử dụng cho em. Tút cỡ dây từ 0.6 cho đến 2.6 ly. Đấy, 0.6 2.6 ly. Ngoài chức năng là tút dây thì có cả chức năng là cắt dây nhá. Đấy. Tuốt dây, cắt dây đa di năng luôn. Đấy, cắt kẹp tuốt các kiểu em nhá. Đấy, rất là nhỏ gọn ngon lành, sử dụng gia đình anh em thợ thuyền dùng rất ok luôn. Hàng mới nguyên vỉ luôn nhá, hàng mới nguyên vỉ luôn này. Đó, giá em báo nhanh luôn. Lên mã nhanh giúp em là cái siêu phẩm là cái kìm tuốt dây. Đó. Giá thì hiện tại hôm nay bên em đang gửi đến các bác một cái giá siêu tốt kìm tuốt dây này. Giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc kìm tuốt dây thôi. Đấy, giá chỉ có 50.000 nhá. Đó, rất là đa năng. Chuốt tuốt các loại dây từ 0.6 đến 2.6 ly và cắt kẹp các kiểu nhá. Đó, có lẫy cài, lò xo, đẩy, trợ lực ok luôn không nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô, đó là cái lô lục giác cũng như là hoa thị nhá, hàng bãi. Đó, hàng bãi châu Âu luôn đấy, hàng bãi quốc tế nhá. Cực kỳ xịn, nó đến từ rất là nhiều nước. Có cả hàng của Nga này, rồi là con này của Eco này, con này Eco xịn phết này. Eco rồi là Atana này. Đấy, nói chung là nó hàng nhiều nước lắm, hàng châu Âu ạ, hàng châu Âu, Úc, Nhật rồi là các kiểu luôn, cực kỳ xịn sò nhá. Đấy thì về em về cái lô lục giác bạn hoa thị bên em đã nhặt sẵn, chia sẵn ở đây để gửi bác này. Đấy, hàng này thì toàn bộ sẽ là hàng chín chi tiết. Đấy, toàn bộ sẽ là hàng chín chi tiết nhá. Đây, như con này là con lục giác này. Đấy, con lục giác đây. Và ngoài ra thì bên em có cái hàng hoa thị nữa. Đây, con này Eco này. Eco thì hàng rất là nổi tiếng rồi. Đấy. Đây, con này con hoa thị này. Hoa thị đây nhá. Còn đây là con lục giác này. Toàn bộ này thì đều sẽ là bộ 9 chi tiết nhá. Đấy, bên em đã lọc sẵn ra thì toàn bộ dòng này đều là bộ 9 chi tiết cho em luôn. Hàng rất chất lượng. Đó, con này là con hoa thị nhá. Đây, hoa thị. Sẽ có là 9 chi tiết các cỡ khác nhau. Đấy, các cỡ khác nhau. T10 này, T15, T20, T25, T27 này. Đấy, rồi là T50, T46, T40, T90 nhá. Dòng này sẽ là dòng hoa thị hai đầu luôn. Để bác xoáy những cái dạng ốc xe cộ thứ gì rất ok. Toàn bộ sẽ là thép CRV nhá, cứng cáp dày dẫn. Lên mã nhanh cho em là cái bộ hoa thị. Đấy, bộ hoa thị này thì bên em đang bán giá sẽ là đi 70k. Lên mã giúp cho em là bộ hoa thị nhá. Hoa thị này 70k cho một cái bộ hoa thị này có nhá. 70.000 bộ hoa thị, giá quá rẻ luôn. Giá bên em bao giá thị trường nhá. Hàng này gọi là như kiểu là dạng hàng bán cân rồi. Đấy, chỉ có 70.000 một cái bộ hoa thị này, các bác về anh em thợ thuyền sử dụng, rồi các bác sử dụng xoáy gia đình cho em rất ok. Đấy, 70.000 một bộ hoa thị này. Ngoài ra thì có cái bộ lục giác này. Đấy, bộ lục giác nhá, bộ lục giác thì sẽ có một bộ sẽ có một đầu là đầu bi. Đó, lục giác đầu bi cũng 9 chi tiết luôn, các cỡ khác nhau từ 1.5 cho đến to nhất sẽ là 10. Đấy, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 nhá. Đấy, đa di năng, các bác sử dụng nhá, xoáy gia đình anh em thợ thuyền ok. Cái bộ lục giác này thì giá sẽ là 80k. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ lục giác này. Lục giác giá sẽ là 80.000 trong cái bộ lục giác này nhá. Đấy, 80.000 bộ. Các bác lấy cả combo hai bộ này thì trong video này bên em sẽ ưu đãi cho các bác một cái giá rất là tốt luôn. Đấy, nếu các bác lấy cả combo hai bộ, cả lục giác của hoa thị này. Đấy, thì lên mã giúp cho em là cái combo. Đấy, combo này. Combo lục giác này cộng với lại hoa thị thì giá của nó sẽ là 150k
và trong video này thì bên em bao ship luôn. Đấy, nếu mà có lấy cả combo thì giá rất là tốt và lại còn được bao ship. Còn nếu mà các bác lấy lẻ thì bộ hoa thị này giá sẽ là 70k, còn bộ lục giác giá sẽ là 80k, còn lấy cả combo hai bộ thì giá sẽ là 150k và được bao ship nhá. Toàn bộ sẽ là thép CRV. Đó, thép CRV cực kỳ cứng cáp dày dẫn luôn nhá. Đấy, xoáy tẹt bô luôn. Cái sản phẩm tiếp theo điều này bên shop tiếp tục là về đó là cái lô đũa của Wailing, đũa inox này, nhiều bác hỏi lắm này. Đấy, thì tiếp tục lại về đũa inox của Wailing nhá. Một hộp đũa sẽ gồm có là 5 đôi inox 304 nhá. Các bạn nhìn này, su 304 cực kỳ xịn luôn, chất lượng. Dòng này thì nói chung là dùng quá ok rồi. Phần đầu đũa thì toàn bộ sẽ là phủ một lớp nano chống trơn trượt nhá. Đấy, sử dụng hiệu quả cho em luôn, cực kỳ chất lượng nha. Đó đây, đầu đũa chống trơn trượt, các bác gấp miếng nào là ra miếng đấy luôn, không trượt miếng nào ạ. À, gấp miếng nào ăn miếng đấy luôn nhá, rất chất lượng. Báo giá nhanh luôn, lên mã giúp cho em là cái hộp đũa Wailing nhá, hộp đũa Đức Wailing, lên mã là sẽ là đũa inox. Đó, đũa inox này, đũa inox, đũa inox này thì giá của nó sẽ là 60k cho một cái hộp đũa inox nha, sẽ gồm có là 5 đôi nhá. Đấy, về các bác có thể mua về sử dụng này, biếu tặng làm quà rất ok. Đũa inox 5 đôi giá sẽ là 60k nhá. Đầu đũa chống trượt, chất liệu đũa sẽ là inox 304 nhá. Dòng này thì các bác yên tâm là dùng không bao giờ nó bị cong vênh rồi là nấm mốc rồi, vì nó là inox 304 mà, dùng nó rất là ok luôn, sạch sẽ ngon lành nhá. Đó, ngoài ra thì bên em có cái sản phẩm là cái bộ thìa, bộ thìa inox. Đấy, thìa cũng của Wailing luôn. Đấy, còn dòng này nó là dòng thìa inox nhá. Một cái bộ hộp thìa inox này thì sẽ gồm có cho các bác là 5 cái đây, 5 cái về thì bác sử dụng cho em ok. Đấy, nhà mình nhiều trẻ con thứ này, rồi bác sử dụng gia đình nhà mình. Đấy, nhiều khi thìa thiếc thứ các bác mua những cái thìa ngoài chợ rất là mỏng nhá, nhưng mà dòng này thì nói chung là dòng đẳng cấp rồi. Các bác nhìn này, thớ thìa siêu dày luôn. Đấy, em chỉ cần gõ hai cái nha các bác nghe tiếng này. Đấy, có thấy không, những cái dòng thìa dày các bác có gõ tiếng nó cứ kêu, nó có cục cục cục, biết là độ dày nó cực kỳ dày luôn. Đấy, su 304 giúp em nhá. Đấy, su 304 và phần đầu đũa khắc logo Wailing nhá, cực kỳ xịn luôn. Đó, giá một cái hộp thìa inox 5 đôi nha, lên mã giúp cho em là thìa inox, giá thì bên em bán cả hộp nhá, giá thì cũng bằng đũa luôn, giá sẽ là 60k. Đấy, 60k, lên mã giúp cho em là cái sản phẩm là thìa inox này, thìa Đức, thìa Đức đi các bác nhá, thìa Đức đi. Đấy, thìa Đức giá sẽ là đi 60k cho một cái hộp thìa Đức 5 chiếc rồi nhá. Đấy, 60k thìa Đức 5 chiếc và đũa inox 5 đôi thì giá cũng đồng giá 60k. Đấy, các bác lấy loại nào được hoặc có thể là lấy cả đôi luôn. Siêu phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô tăm bông kháng khuẩn nhá. Các bác lên nhanh mã giúp em là dòng sản phẩm tăm bông kháng khuẩn cực kỳ chất lượng. Một hộp này thì bên em đang gửi bác là một hộp này sẽ là 200 chiếc nhá. Đấy, một hộp 200 chiếc thì bác cứ về dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, nó là dòng tăm bông kháng khuẩn luôn, cực kỳ xịn. Đó, đây, một hộp 200 chiếc tăm bông kháng khuẩn nha. Đấy, toàn bộ tăm sẽ được kháng khuẩn nhá, và sử dụng sẽ là dòng bông cốt tông. Đấy, bông cốt tông thì các bác yên tâm là cực kỳ lành tính rồi. Đấy, sử dụng rất ok và tiệt trùng khử khuẩn 100% em luôn. Đó, một hộp 200 chiếc này sẽ có hai đầu nhá, lưu ý cho em là dòng này sẽ là dòng hai đầu. Đó, dòng tăm bông hai đầu, lên mã nhanh giúp em sẽ là tăm bông nhá. Đấy, hộp tăm bông này, hộp tăm bông này thì hiện tại em đang gửi các bác một cái giá cũng rất là hạt rẻ và bình dân, 20k cho một cái hộp 200 cây nhá, 200 cái. Đấy, 200 cây tăm bông mà giá cũng chỉ có 20k thôi, tính ra quá rẻ mà. Lại còn tăm bông hai đầu, tăm bông cốt tông khử khuẩn 100% nhá, dùng rất ok luôn. Đấy, cực kỳ xịn sò, giá rất tốt với nhá. Lên luôn cho bác là cái siêu phẩm kẹp gấp này, các bác lên mã giúp cho em là sản phẩm kẹp gấp inox 304. Đấy, sản phẩm kẹp gấp inox 304. Bây giờ mà các bác chiên rán xào nấu rồi. Đấy, nhiều khi là các bác sử dụng như là mình có rán cá là chiếc rồi, mà những cái miếng cá nó rất là khó lật. Đấy, thì các bác sử dụng sang cái con này cho em, dùng rất là hay luôn. Đó, đây, lại chút em đây. Đây coi nhá. Đấy, ví dụ như mình đang rán miếng cá, mình có cái miếng cá đây này. Đấy, mình muốn lật lên này. Đấy, muốn lật lên thì mình sục nó vào. Đó, sau đó là mình lật lên nhá. Ví dụ như là các bác nướng thịt này. Đấy, nướng thịt các thứ này. Đấy, gấp vào các bác lật lên cho. Rất ok luôn. Đó, đây. Lách vào lật lên nhá. Rất ok luôn, cực kỳ chất lượng này. Đó, rất tiện dụng, nó là dòng sản phẩm kẹp gấp nhá. Đấy, các bác giúp vào đây là các bác giúp vào, các bác kẹp vào cái lật lên luôn, rất tiện dụng nhá. Không lo nóng tay cái thứ rồi mà sử dụng rất là đa năng. Rán cá rồi là nướng thịt các kiểu rồi, nướng thịt tảng kìa. Đấy, mình cần cầm dùng cái kẹo gấp này mình gấp, mình kẹp vào lật lên cá xem. Đó, rất tiện dụng nhá.
giá thì cũng siêu hạt rẻ luôn. Lên mã nhanh giúp cho em là siêu phẩm là kẹp gấp này, kẹp gấp inox này, hoặc là kẹp gấp cũng được, kẹp gấp đi. Giá của nó sẽ là 30k cho một chiếc kẹp gấp đấy. Đấy, giá chỉ có 30.000 đồng thôi. Một chiếc kẹp gấp rất là đa năng này, gấp sử dụng nhà bếp cho em rất ok. Đấy, cực kỳ là ngon các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop đã tiếp tục về cái lô, đó là cái viên tẩy lòng giặt. Các bác lên mã nhanh giúp cho em là cái siêu phẩm tẩy lòng giặt này. Một cái hộp này của nó sẽ gồm có là đi 12 viên. Đấy, thao bác về tẩy vệ sinh cái khu vực lòng giặt này mình. Đấy, các bác giặt quần áo lâu ngày nó két bẩn vào. Đấy, thì nó rất là gây mùi hôi khó chịu. Thì các bác sử dụng con này cho em. Đấy, cực kỳ là sạch sẽ ngon lành luôn. Nên mã giúp cho em là cái viên tẩy lòng giặt này. Đó, một hộp sẽ gồm có là 12 viên nhỏ này. Thì dùng rất là dễ thôi. Về các bóc giấy này ra, sau đó thả trực tiếp vào trong lòng giặt. Và các bác bật cái chế độ sẽ là chế độ vệ sinh lòng giặt. Và bắt đầu nó sẽ kết hợp với viên này, tự động nó sẽ làm sạch cái lồng giặt của mình đi cho nó sạch sẽ thơm tho. Các bác giặt quần áo nó thơm tho nhá mọi nhá. Nhiều khi các bác bảo sao giặt quần áo máy giặt nó vẫn là hôi. Hôi là lâu ngày các bác không sử dụng viên này này là nó không tẩy những cái cặn bẩn ở trong cái lồng đi thì nó sẽ bị hôi quần áo nhá. Thì các bác sử dụng con này cho em rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là cái tẩy lồng giặt. Đó, tẩy lồng giặt này. Giá sẽ là đi 30k. Đấy, 30k cho một cái hộp viên tẩy lồng giặt 12 viên nhá. Lưu ý giúp em là hàng này sẽ là hàng 12 viên. Đấy, sử dụng cho em ví dụ như là các bác dùng mỗi tháng một viên. Đấy, dùng mỗi tháng một viên dùng rất ok luôn. Một trong những cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nữ công gia chánh của mình đó chính là bỏ nguyên tấm thảm sàn vô trong máy giặt luôn. Ui là trời, giặt xong nó không có thơm nhiều hết trơn, nó vừa dơ vừa hôi. Nghe nói là cái cục vệ sinh lòng máy giặt này ở trên Shopee có vẻ là cũng ok nè, để mua về test thử xem như thế nào nha. Cái viên này mọi người sử dụng lần đầu là 3 đến 5 viên và các lần sau là mỗi tháng là 1 đến 2 viên nha. Vì cái máy giặt nhà mình có chế độ là làm sạch lòng giặt sẵn rồi cho nên là chỉ cần chọn đúng chế độ và chờ thôi. Xong rồi nè, trời, kết quả sạch bông kinh khiết luôn. Để chui cái đầu vô trong này ngửi thử coi, may quá mấy cái cục này đã cứu được hậu quả chơi ngu của mình. Đấy, đấy là thực tế về cái siêu phẩm là cái viên tẩy lòng giặt nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một viên nha. Một hộp sẽ là 12 viên thôi nhá. Sản phẩm dầu xoa bóp hàng bên shop thì tiếp tục về và giá thì cũng rất là đang bình ổn để gửi bác này. Lên mã giúp cho em là dầu xoa bóp Hàn Quốc. Giá sẽ là 40k cho một hộp dầu xoa bóp Hàn Quốc này nhá. Lên mã giúp cho em là dầu xoa bóp Hàn Quốc 40.000 một hộp lọ dầu xoa bóp Hàn Quốc này. Chuyên trị bác nào mà ví dụ là đau xương khớp này, đau cổ vai gáy này, đau lưng, đau người ngợ. Đấy, nói chung là các bác cứ đau xương khớp người ngợ quá dùng cho em. Đấy, dùng cực kỳ chất lượng luôn. Mà bác nào ví dụ là người già này hoặc là thậm chí bác nào hay chơi thể thao. Đấy, sử dụng cái dòng này nó giảm đau rất là hiệu quả nhá. Đó, dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá, chuyên cho bác xoa bóp vào những chỗ đau. Đấy, giảm đau rất hiệu quả luôn. 4.000 hộp nha. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh đuôi bác là cái mớ vít này. Lên mã giúp cho em là cái mớ vít nhá. Mới vít này thì đợt này bên em về chỗ bác một cái mã này cũng rất là dễ, các bác dễ mua này. Đấy, các bác lên mã nhanh giúp em sẽ làm mớ vít. Đó, đây. Một cái mớ vít thì bên em đã làm sẵn ra như này. Thì bên em sẽ đếm cho các bác là một mớ sẽ là 7 cây nhá. Đó, một mớ sẽ là 7 cây. 7 cây vít trong một cái mớ vít như này. Đó, 7 cây vít trong một cái mớ vít như này nhá. Nó sẽ có là các loại các cây khác nhau. Có đầu dẹt ba kia có luôn nhá, đầu dẹt ba kia có luôn này. Đấy, đầu dẹt ba kia có luôn, rồi là có cả những cái cây nhỏ, cây ngắn, cây dài lẫn lộn. Đấy, nói chung là một mớ nó khoảng tầm 7 cây. Đấy, một mớ vít này là 7 cây. Đấy, ví dụ có những cái cây ngắn ngắn này này. Đấy, rồi có những cái cây dẹt. Nói chung là nó các kiểu đa năng khác nhau. Đây. Đấy. Rất ok. Về nói chung là các bác xoáy cho em đa năng luôn, một mớ vít 7 cây như này. Thì bên em đang gửi bác một cái giá cũng rất là tốt luôn. Lên mã nhanh giúp em sẽ là cái mớ vít này. Mớ vít 7 cây nhá. Đó, mớ vít mớ vít này 7 cây, giá của nó sẽ là đi 85k. Đấy, 85k cho một cái mớ vít 7 cây này. Trước thì em đang bán cái kiểu sẽ là 150.000 cho một cái mớ vít thì nó chắc được khoảng tầm hơn chục cây. Nhưng mà nhiều bác hỏi là nhiều quá tôi mua không hết. Đấy, về dùng không thể hết được. Đấy, thì bên em đợt này sẽ tách ra, tách nhỏ ra thì nó chỉ rơi khoảng tầm 85k thôi. Thì để các bác rất là dễ mua mà các bác vẫn sử dụng đa năng thì bên em sẽ lựa cho bác là sẽ chia cho bác đều ra. Đấy, đều sẽ có các cây nó ngắn dài ba ke dẹt giết đầy đủ luôn về bác sử dụng. Đấy, đầu vít thì có cả từ tính luôn nhá. Mớ vít 7 cây này, một mớ này sẽ là 85k là về là các bác cứ thoải mái sử dụng cho em luôn các bác nhá. Sản phẩm thuốc xịt xoang hàng bên shop để tiếp tục về để phục vụ các bác này. Đấy, sản phẩm thuốc xịt xoang nhá, xịt xoang mũi đợt này đang
trong mũi, đợt này đang covid này, rồi đang thay tuổi thời tiết đấy, bác nào mà viêm mũi dị ứng, viêm xoang các thứ cho em dùng con này rất ok đấy, thuốc xịt xoang nhá, thuốc xịt xoang. Thuốc xịt xoang này thì giá của nó sẽ là đi 40k nhá, nó là dạng xịt đấy, nó là dạng xịt, một chai xịt này sẽ là 20 ml đấy, xịt cực kỳ nhạy luôn ạ. Xịt con này, xịt này thì em bán rất là nhiều rồi đấy, nó là dạng xịt nha. Đấy thì về quá cứ cắm trực tiếp vào phần lỗ mũi cho đó là mình bóp thôi đấy, là bắt đầu là dung dịch nó ra có thế thôi, rất là dễ dàng dụng thôi nhá. Một hộp này sẽ là 20 ml. Toàn bộ thì dòng này nó là dòng sản phẩm thảo mộc từ thiên nhiên nên là các bác dùng nó không phải lo dị ứng dù là có vấn đề gì đó, dùng rất ok đấy. Nói chung là các bác cứ xịt vào cho em thì cứ thông mũi mát họng luôn. Bác nào viêm mũi dị ứng, viêm xoang đấy, đợt này đang covid thay đổi thời tiết nhiều đấy, nhiều bác mũi ngạt mũi thì bây giờ các bác xịt cho em nhá. 40k cho một hộp thuốc xịt xoang xịt mũi đâu nhá, lên mã giúp cho em là thuốc xịt xoang này, xịt xoang đấy, xịt xoang giá sẽ là 40k một hộp xịt xoang nào. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái dòng lô vòi V21 cực kỳ xịn sò, chất liệu là inox 304 này đấy, hàng gửi tay bác hàng nguyên hộp luôn nhá. Đây hàng của nó là hàng nguyên hộp như này đấy, vòi inox 304 cực kỳ ngon chất lượng này. Đây đó, một con vòi đâu nhá, con này thì các bác mua về kết nối gen 21 bình thường nhá, chất liệu inox 304 các bác nhìn này, inox cực kỳ dày chất lượng nhá, khóa thì cực kỳ là trơn tru đấy, đóng ngắt rất là ngon, giá là cực tốt luôn đấy, inox 304 này nó ở cái phần này nó có cái đầu này thì các bác kết nối rất dễ. Bây giờ thì nhiều những cái thiết bị nó kết nối theo những cái dạng chụp như này, các bác đẩy chụp vào đây thì nó sẽ kết nối này đấy, ví dụ như là vòi tưới cây hay là các thứ thì nó hay sử dụng cái dòng cái khớp nối như này có nhá, đấy nên là rất là dễ. Ngoài ra thì các bác có thể xoáy ra đấy, xoáy ra mà nhiều vòi, những cái vòi nó có cái gen đấy, các bác có thể kết nối gen vào đây, con này nó có gen luôn. Còn không thích thì các bác lắp cái chụp này vào, các bác kết nối qua cái chụp này đấy, nói chung là cực kỳ đa di năng một cái con vòi nối như này. Inox 304 nhá, cầm rất là chắc tay, nặng tay luôn nhá, mà giá cực kỳ tốt luôn đó. Em sẽ đo tổng quan về cái phần kích thước của cái con vòi này nhá. Con vòi này thì cái phần chiều dài của nó là đi 9 cm này đấy, 10 cm các bác nhá, khoảng tầm 10 cm này đó. Phần chiều cao của nó này, chiều cao của nó là 9 cm nhá. Đấy, chiều cao của nó là 9 cm. Đấy, gen là gen V21 nhá. Gen vào là gen V1, dòng gen phổ thông rồi. Đấy, về thì bác quấn cho em thêm một chút băng keo non nữa là lại ngon lành cả nhà. Lại kín mít, lại ngon lành ngay. Đấy, ngoài ra ở đây có gen để hỗ trợ các bác có thể là chế cháo kết nối. Ở đây thì có chụp gen này. Đấy. Ví dụ như là các bác nhà các bác dùng những cái vòi máy giặt ấy, các bác kết nối qua cái vòi này rất là hợp lý này. Đó. Rồi là đóng ngắt rất là êm nhá. Đấy, đóng ngắt rất êm ái, chất liệu là inox 304. Hàng thì bao dùng, bao xài, bao test các bác luôn nhá. Inox cực kỳ dày, chất lượng. Đó thì các bác lên mã xem là cái con vòi nước V21 nhá. Đấy, con vòi nước V21 này. Đấy, vòi nước V21. Con này thì đợt này bên em bán giá cực tốt luôn. 60k cho một sản phẩm này. Đấy, giá là chỉ có 60.000 cho một con vòi nước V21 thôi nhá. Đấy, giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy, chất liệu là inox 304 luôn. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thôi nhá. V21 60k cho một chiếc vòi V21 các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái dòng bộ tun mini 38 chi tiết của Đức này. Đấy, một cái bộ tun mini 38 chi tiết của Đức nhá. Đây, hàng gửi lên tay các bác sẽ là hàng nguyên hộp như này. 38 chi tiết của Đức nhá. Đây. Ở đây thì nó sẽ gồm có các chi tiết như là đầu khẩu này, rồi là vít này. Đấy, ba ke bốn cạnh sao hoa thị hoa khế hoa sung các kiểu nhá. Đấy, cực kỳ có thanh nối dài rồi thanh xoáy những vị trí khó nhá. Đây. Đó, 38 chi tiết trong một hộp như này. Đó đây. Tổng quan cái hộp của nó đây. Đấy, một cái màu cam màu xám nhìn rất là nổi bật nhá. Ở đây sẽ có phần móc đeo này, các bác có thể đeo tường rồi các bác xách đi xách lại rất là tiện dụng nhá. Đây phần nắp của nó này, các bác đẩy đây cho em là nắp nó sẽ mở này. Đấy, tổng quan một cái bộ của nó đây. Đây. Tổng quan một cái bộ của nó đây các bác nhá. Đó, tổng quan đây, tổng quan một cái bộ mini tun này. Đấy, bộ mini tun của Đức nhá, rất là trò ngon này. Nó rất đẹp luôn nhá, hàng cực kỳ đẹp đây. Ở đây sẽ có các đầu vít như là hoa thị sao rồi là lục giác này. Đấy, rồi là hai cạnh bốn cạnh các kiểu luôn nhá. Đấy, rồi là thanh nối dài này. Đó, ở đây thì sẽ có những cái đầu khẩu này. Đấy, đầu khẩu có nhá. Đầu khẩu của nó là từ M5 cho đến M14 nhá. Đấy, M5 cho M14 thì các bác xoáy thì cực kỳ là đa năng rồi. Đấy, ngoài ra có tay lắc này. Đây, tay lắc có chữ Made in Gạc Money nhá. Đấy, Made in Gạc Money. Ở đây thì đây là cái con tô vít xoáy chính này. Đấy, để các bác tô vít này thì bác xoáy đầu vít, còn là cái tay lắc này các bác xoáy đầu khẩu thôi nhá. Đó, rất là đa di năng, nhà cung cấp, nhà sản xuất cung cấp chúng ta rất là đa di năng luôn. Đó, Made in Gạc Money này. Đấy, cực kỳ xịn sò. Cái con tô vít này rất là đa năng, các bác có thể là xoáy vuông góc 90 độ này, chéo góc 45 độ này, rồi là thẳng này. Đấy, rồi là ngoài ra con này nó có đảo chiều luôn nhá. Các bác nghe tiếng tạch tạch này. Đấy, là tiếng đảo chiều nhá. Đấy, đảo chiều rất là ngon xịn sò. Đấy, các bác có thể kết nối rất là ngon. Có nam châm hút từ tính luôn nhá. Đó, nên trong hút từ tính luôn. Đấy, kết nối xoáy đa năng, xoay đảo chiều rồi nó có thể gập vào như này. Đấy, xoáy những vị trí khó các bác xoáy này.
Đấy, luồn lách và xoáy nhá, rất là đa di năng. Đó, ngoài ra thì có những cái thanh nối dài như này. Đây, ví dụ đây, điển hình những cái thanh nối dài như này. Đó, các bác kết nối vào này. Đấy, và các bác kết nối cho một cái đầu vít vào đây nữa. Đấy, để những cái vị trí khó các bác phải bẻ cong như này các bác xoáy này. Đây các bác nhìn này. Đây đang xoáy này. Đấy, đang xoáy nhá, rất là ngon. Đấy, rất là ngon. Đấy, các bác xoáy bẻ cong này, các bác xoáy này, rất là ngon, xịn sò nhá. Đấy, rất là ngon, xịn sò luôn. Đây, đó, rất là hay nhá. Bẻ cong thì các bác vẫn xoáy được nhá, rất là tiện dụng luôn. Đó. Rồi ngoài ra thì là cái phần tay lắc này. Đây, tay lắc của nó này. Đấy, tay lắc thì có đảo chiều luôn các bác nhá. Đấy, tay lắc có đảo chiều luôn. Các bác kết nối với lại cái phần trục này cho em. Đây, các bác kết nối với cái trục này cho em nhá. Đó, và các bác kết nối với cái những cái đầu khẩu của nó như này. Đó, các bác kết nối vào. Đó là các bác xoáy này. Đấy, các bác xoáy nhá, rất là tiện dụng. Đó. Rất là ok. Rồi ngoài ra đây thì nó sẽ có cái thanh nối dài như này. Để các bác những cái vị trí khó ốc dài các bác nối thành nối dài cái thanh này ra. Các bác kết nối này. Đó, các bác kết nối rất là xịn sò nhá. Đảo chiều đảo chiếc cửa vuông góc các bác xoáy này. Đấy, rất là ngon lành luôn. Cho một cái bộ tool mini 38 chi tiết của Đức như này. Đấy, hàng này cực kỳ là đa di năng. Các bác xoáy các chỗ các kiểu luôn nhá. Đấy, một cái bộ tool mini 38 chi tiết của Đức. Xoáy các chỗ các kiểu, có cả đầu khẩu này. Đấy, bác nào mà sửa chữa các thứ này, rồi là gia đình nhà mình hay công việc các bác hay chế cháo xoáy máy móc các thứ giờ thì rất là cần dùng cái bộ này vì nó khá là đa dạng chi tiết. Đấy, nên là các bác rất là dễ kiếm những cái mũi vít này, rất là dễ kiếm luôn. Nó cực kỳ xịn sò, 38 chi tiết trong một cái hộp như này. Đó thì các bác lên mã xem là cái dòng bộ tool nhá các nhá. Đấy, bộ tool 38 chi tiết. Đấy, bộ tool 38 chi tiết này. Đấy, 38 chi tiết hoặc là bộ V38 cũng được. Đấy, bộ V38. Cái bộ V38 này thì bữa trước bên em đang bán giá là đi 350k. Trong video hôm nay thì bên em giảm giá sập sàn luôn. Giá là chỉ còn có 330.000 cho một bộ thôi. Và anh em sẽ bao ship tận nhà các nhá. Giá cực tốt luôn đợt này. Đấy, bộ tool 38 chi tiết hoặc là V38. Giá là 330.000 cho một bộ và bên em sẽ bao ship tận nhà các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái mới về cái một cái lô đài. Đấy, đài FM nhá. Đấy, đài FM, đài cổ nhá. Con này các bác có thể mua về trưng bày sưu tầm rồi là các bác nghe đài FM cực kỳ ngon. Đấy, con này của hàng nội địa Nhật nhá, hàng nội địa Nhật này. Đấy, hàng nội địa Nhật nhá. Đó, cực kỳ ngon. Con này thì nó sẽ tích hợp là hai dòng pin, một dòng pin là 18650 này và một cái dòng pin to đấy, cái pin con thỏ đấy nhá. Đấy, bác nào mà có thể là mua pin con thỏ về các bác dự phòng, còn thì nó vẫn có tích hợp pin ở đây sẵn rồi. Đấy, pin ở đây sẵn rồi các nhá. Đấy, rất là ngon, xịn sò. Đó, còn đây mặt trước của nó đây, rất đẹp luôn nhá. Đấy, có kéo kênh chỉnh kênh các kiểu luôn nhá. Đấy, kéo kênh chỉnh kênh các kiểu luôn. Rất là xịn sò và ngon lành. Đây nhá các bác nhá. Đấy, có tay xách này. Anten lên luôn các nhá, anten lên luôn. Đúng như một cái con đài cổ nhá. Đấy, đài cổ luôn nhá. Đây này. Đó đây, vân giả gỗ nhá, cực kỳ đẹp. Ở đây nó sẽ có các cổng kết nối để các bác nghe này. USB này, đó rồi là thẻ nhớ này. Ngoài ra là có cả cổng sạc nhá. Con này thì hết pin, các bác dòng này của nó là dòng pin 18650 mà, nên là khi mà hết pin các bác vẫn cắm sạc vào và các bác lại dùng tái sử dụng bình thường. Đấy, không như những cái dòng pin kia các bác dùng nó lại hết pin. Đây, tổng quan nó đây. Đó thì đây em sẽ bật cho bác xem nhá. Đấy, đây các bác thấy không? Đấy, đây em dựng anten lên nhá. Đây em dò kênh bác xem nhá, dò kênh nó sẽ nút bên này. Đấy, dò kênh. Đây em đang dò kênh nhé, các bác đợi chút này. Nói chung phải đứng, để đứng như này các bác dò kênh mới dễ này. À đây. Các bác phải chuyển sang cái chế độ FM nhá. Đấy thì nó mới là đúng đài Việt Nam. Xin lỗi các bác. Đấy. Rất là ngon các nhá. Đó. Vừa nãy là em chỉnh cái chế độ sang cái chế độ khác, chế độ của Nhật, đài của Nhật nên nó nói xì là xì lồ đấy. Bây giờ các bác chỉnh sang FM này là các bác ngon lành luôn. Ngoài ra các bác gạt sang cái MP3 này, các bác cắm cho em thẻ nhớ USB vào là các bác nghe nhạc bình thường luôn. Đó, một cái con đài rất là đa di năng, vừa có thể là nghe nhạc vừa nghe FM, ngon lành luôn nhá. Đấy, tay xách rất xịn sò. Đấy, hàng của Nhật luôn nhá.
hàng chủ Nhật luôn này. Đây. Đó, hàng chủ Nhật, hàng nội địa Nhật nhá. Đó, made in Japan này. Đó, rất là ngon, xịn sò, pin cực kỳ là châu bò nhá. Đấy, pin cực kỳ là châu bò. Đấy. Thì các bác có thể là vừa nghe nhạc, vừa nghe đài FM rất là hay nhá. Đây. Đó, em chuyển sang cái FM cho bác xem này. Đây, dò lại kênh này. Đấy, dò các kiểu kênh luôn nhá. Nói chung là con này các bác mà có thời gian các bác ngồi các bác mò, các bác mò kênh ấy. Đấy. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp chẳng soi đê. Loa nghe cực hay con này, nghe loa rất là đầm con nhá. Tiếng hò ngoài vòng lâu chiều nào ước hẹn đẹp hình nhau. Đấy, nghe rất hay, nói chung là đa di năng. Đấy, đa di năng con nhá. Đấy, có các chế độ nick rồi là nick nhiếc các thứ thì các bác có thể là nghe ở cái phần nhạc MP3. Đó, đây giờ em sẽ tắt cho các bác xem. Nút này nút bật nhá các bác, xoáy này này. Đấy, sẽ bật này. Đấy, và các bác xoáy này, tắt này. Đấy, còn các bác chỉnh sóng dò kênh ở bên này có nhá. Đấy, dò kênh theo cái vạch đỏ này. Đấy, rất là hay. Đó, anten thì các bác có thể là thu ra thu vào, các bác bắt làm sao hợp lý là được. Đó, một cái con đài, xách đi xách lại rất đẹp xinh nhá. Các bác có thể mua về decor rồi là sử dụng rất là đẹp luôn. Đấy, trưng bày làm đồ cổ nhá. Đấy, cực kỳ ngon, chị sò chất lượng. Đó. Con này nó là dòng xẻng đa năng, xẻng sinh tồn luôn nhá. Đấy, xẻng đa năng, xẻng sinh tồn. Rất là xịn sò luôn. Chắc chắn mà ngon này. Đây. Đó, con này nó của Kobe Style in Japan này. Đó. Kobe Style in Japan nhá. Nó là dạng thép carbon. Đấy, dạng thép 3 lớp nhá, cực kỳ chắc chắn, dày dẫn luôn. Các bác nhìn này. Đấy, thứ xẻng rất là dày nhá. Xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đó, thì ở đây em sẽ lắp đặt vào để cho bác dễ xem này. Đó, đây là cái phần đầu xẻng này. Đó, tay cầm kim loại như nhá. Đấy, tay cầm kim loại có phần nhám để chống trơn trượt này, rất xịn sò. Phần đầu xẻng này có lưỡi cưa này, rồi là phần cắt dây này, phần xoáy ốc này, rồi là phần dao chém này, đầu xẻng này. Một cái khổ xẻng này nó rơi khoảng tầm 17 cm nhá, 17 cm. Đó, rất là to tát chắc chắn nhá, một chiếc xẻng sinh tồn xẻng năng. Nguyên cái phần đầu xẻng này các bác làm được rất là nhiều việc này. Đấy, làm rất là nhiều việc luôn. Đó, ngoài ra là những cái thanh nối dài đi kèm, thì con này nó kết nối toàn bộ của nó là bằng gen xoáy thôi. Về các bác trẻ con, người già hoặc là người lớn kết nối được hết, rất là dễ dàng kết nối nhá. Rất là dễ dàng kết nối. Ở đây thì trong này nó sẽ gồm có những cái phụ kiện đi kèm, như là ở đây là một cái khẩu nữa này. Của nó tổng tất cả là có 4 cái đầu khẩu này con nhá. Mỗi khẩu của nó dài là đi khoảng tầm hơn 20 cm một chút này. Đấy, dài hơn 20 cm một chút không nhá. Đấy, 4 khẩu như này, 4 cái đầu khẩu như này thì về các bác cứ nối với nhau 1 2 3 4 này. Đấy, 4 cái đầu xẻng nha. Ở đây thì nó sẽ có một cái con dao này thì có thể là cưa này, rồi là bật bia này, đó, rồi là cắt dây các kiểu này, rồi là dùng để chặt chém cọt hoa quả, các bác mang đi rừng đi phượt rất tiện nhá. Con dao này các bác lắp trực tiếp đây chưa? Đấy, lắp trực tiếp đây. Thì khi bác lắp đây thì nó sẽ thành con dao, hình con dao này. Đây là phần cán này, còn đây là phần dao này. Đấy, rất tiện nhá. Dùng xong các bác có thể là tháo ra hoặc là các bác cứ lắp cố định vào đây cho em được. Đấy. Lắp cố định vào cho em được. Đó, thì đây, tổng quan với con dao nhá. Đấy, vừa lại có một con dao để các bác có thể là bổ hoa quả các thứ các kiểu nhá. Đó, rồi chặt chém. Con dao này các bác có thể luồn vào trong nha, các bác xoáy đây luôn cho em. Xoáy vào đây. Đó, các bác xoáy vào nhá. Em sẽ xoáy vào quay tổng quan cho bác về một cái chiếc xẻng này các nhá. Đó, xoáy vào thì rất là dài. Thêm một nấc nữa là dài bao nhiêu này. Ở đây thì sẽ có một cái phần đầu, là cái phần đầu xẻng là cái đầu này sẽ có là một cái đầu phá kính ấy. Đó, ở đây thì là một cái phần là cái còi này. Đấy, cái còi cũng nhá, cái còi này, cái còi để các bác thổi này. Đó, còi các bác thổi nhá. Phần dài này, cái dài này là cái đánh lửa các bác nhá, đánh lửa để các bác cho vào cái phần đây các bác giật này. Đấy, các bác giật mạnh lên thì lửa nó sẽ ra, lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, có thấy không? Đây này. Cái này này, các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, có thấy không? Đấy, các bác phải giật lựa coi sao các bác giật vào cái khe này, giật mạnh vào. Đấy, giật mạnh vào là lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, rất thích luôn để các bác đánh lửa này. Đó, các bác đánh lửa nhá. Đó. Rồi. Tiếp theo là ở trong này thì là một cái cây tô vít này, các bác lắp vào cái đầu chưa?
đó, cây tô vít các bác lắp vào cái đầu này đó, để các bác xoáy tô vít này. Đấy, có hai đầu nhá, tô vít có hai đầu, đầu dẹt và đầu ba ke này. Đấy, đầu dẹt và đầu ba ke thì nó thành cái cây tô vít các bác để xoáy xiếc các kiểu này, dùng rất tiện, đa di năng luôn đó. Thì các bác thả vào bên trong này, cái đầu phá kính các bác lắp đây luôn, nó kín luôn, nó rất tiện nhá. Và các bác lắp đặt vào trong này thì một cái cây xẻng thì nó chứa tất trong này luôn, dao, đầu tô vít, đầu phá kính, đầu tuốt dây, đầu đánh lửa, nó chứa đựng tất là trong cái phần lõi ống ấy luôn nhá. Đấy, các dùng nữa có thể tháo xoáy ra các bác sử dụng, dùng xong các bác lắp vào rất là tiện, nó không bị rơi đi đâu các bác nhá. Đó thì đây, tổng quan một cái cây xẻng rất là dài nhá, cực kỳ dài đây này, đó có thấy không, dài dã man luôn này. Đây đó, một cái xẻng này hôm bữa em đo thì nó rơi là đi khoảng tầm là 1m05 thôi nhá, khoảng tầm 1m05. Đấy, rất là dài. Đó, cực kỳ đẹp, sắc nét này con này. Rất đẹp luôn nhá. Đó, rất đẹp, rất nét luôn. Đó, cực kỳ xịn sò ngon này. Đây, cái phần đầu này thì các bác có thể là vừa chuyển đổi thành xẻng này. Xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc nhá. Đấy, xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc đây. Xoáy đây. Đó là thành cái cuốc. Đấy, vừa làm xẻng này, vừa làm cuốc này. Đấy, để bác có thể cuốc đất này. Đấy, cuốc đất dễ đất nhá. Đấy, mang đi rừng đi phượt rất là tiện luôn riêng em này. Đó, mang đi rừng đi phượt rất tiện. Đó, đây. Nối thành xẻng các bác xoáy cái ốc này ra, nối ốc này ra các bác bẻ về. Và các bác siết cái ốc này vào xem. Đấy, siết cái ốc này vào là nó lại thành cái xẻng. Đó, rất tuyệt vời. Rất là đa di năng nhá, một chiếc xẻng nhá, rất là dài. Tay cầm rất là dài luôn này, các bác nhìn này. Đấy, rất dài nhá. Đây. Đó, vừa làm xẻng vừa làm cuốc nhá, rất xịn sò ngon này luôn. Bóng loáng luôn nhá. Đấy. Thân bằng kim loại và phần xẻng, đầu xẻng bằng thép carbon 3 lớp nhá, cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Đó, cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Phần đầu xẻng có lỗ ốc xoáy, rồi là có dao cắt này, cái phần dao rất sắc các bác nhá. Đó, rồi lưỡi cưa. Đó, xẻng của Nhật nhá. Đấy, xẻng sinh tồn, xẻng la lăng của Nhật, cực kỳ xịn sò. Đấy, cực kỳ xịn sò và chắc chắn luôn các bác nhá. Đó đi tây, tổng quan với cái cây xẻng gửi đến các bác đây các bác nhá. Đó, đi kèm thêm nó sẽ có những cái túi đựng những cái khẩu ống như này để các bác có thể là để vào đây. Đó, các bác vứt ở trong xe ô tô cũng được. Đấy, bây giờ những cái ô tô đời mới ấy, thì nó thiếu những cái xẻng này, mà đôi khi mà các bác đi xe, thi thoảng các bác đi xe nó bị sa lầy, các bác có cái xẻng này vừa làm xẻng vừa làm cuốc này, rất là tiện nhá. Đấy, thì các bác để các bác hỗ trợ trong công việc các thứ ra. Rồi đây thì nó có cái đầu bịt xẻng này. Đấy, khi mà các bác di chuyển các bác có thể dùng cái đầu này, các bác bịt vào cho em. Bịt vào đây. Các bác bịt vào thì nó bảo vệ cái phần đầu xẻng của này, nó không bị xước sát, và thứ hai là cái đầu xẻng này nó không va chạm vào các đồ vật, rồi là hay là chân tay ra, nó không bị đứt tay đứt chân nhá. Đó, rồi là cái đầu xẻng nó không bị xước sát ra. Nói chung là rất là ok luôn, đầy đủ nhà sản xuất cung cấp chúng ta rất là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm. Nói chung là đa di năng, cái gì nó cũng có tác dụng của nó hết luôn luôn nhá. Đấy, cái gì cũng có tác dụng của nó hết luôn. Đấy, rất là hay ho. Đấy, dùng xong các bác có thể là tháo rời ra như này. Đây, em sẽ tháo rời bác xem nhá. Đấy, về những cái phụ kiện đi kèm này. Đó, về những cái phụ kiện đi kèm rất là xịn sò và ngon lành luôn nhá. Đó đây. Rất xịn sò ngon này. Đó, thì tổng quan một cái bộ xẻng này thôi nhá. Đó, tổng quan một cái bộ xẻng này này. Đầu đánh lửa, đầu phá kính đầy đủ hết luôn nhá. Đó, rồi là có cả thân dao này. Thân dao có thể xoáy dao hoặc là cho vào đều ok luôn. Đó, rất tiện dụng ngon này. Đây. Đó, đây tổng quan một cái bộ xẻng này nhá. Đây tổng quan một cái bộ xẻng này nhá, đầy đủ chi tiết luôn nhá. Đó, đây. Gồm có 1, 2, 3, 4 đầu ống này, đánh lửa, phá kính, còi kiếc này, rồi là dao đi kèm này, rồi là phần đầu xẻng đi liền này, vừa làm xẻng vừa làm cuốc này. Túi đựng đầy đủ luôn nhá. Đây, bao đựng túi bịt đầy đủ luôn. Đấy, đấy là tổng quan về cái dòng xẻng của Nhật này. Các bác lên mã cho em là cái dòng xẻng sinh tồn, xẻng đa năng của Nhật. Thì, các bác lên mã giúp cho em là cái sản phẩm là cái xẻng đa năng nhá, xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đấy, xẻng đa năng. Xẻng đa năng này thì bên em bán nhanh bác luôn, giá thì siêu tốt luôn. Bữa trước đang bán giá sẽ là 450k, hôm nay thì bên em về lô mới bán cho các bác mới giá, các bác cực kỳ dễ mua này, 350.000. Đấy, 350.000 của bên em bao ship luôn, 350k một con xẻng sinh tồn, xẻng đa năng này, và bao ship đến tận nhà. Đây nhau ơi, đây này các bác nhìn này. Đấy, mã của nó là bom bóc bà này, em đã kết nối này, các bác nhìn chưa, đã kết nối đó, và sẽ vào mở nhạc bật cho bác nghe nhá. Các bác có thấy cái sự khác bọt không? Các bác nghe có thấy cái sự khác bọt do của những cái loa kia không? Nghe nó quá khác bọt luôn nhá. Đây, nghe tiếp qua nhá.
đập này, đập này, loa đập này, đập dã man luôn nhá, đập đập rất là căng luôn, đập rung tay luôn nhá. Nghe yeah, hay dã man luôn. Nói chung là con này các bác về về các bác nghe nhạc sàn, nhạc bolero, nhạc vàng, các kiểu nhạc. Nói chung là ở đây thì em sợ vi phạm bản quyền vì cái YouTube này nó siết chặt bản quyền nhạc nhẽo nên là nó hơi căng thẳng nên là em không dám mở nhá. Đó thì em chỉ mở test một cái bàn này thôi. Đó thì nói chung là con này thì em chỉ cần mở đây các bác nghe thấy thẩm nó thấy phê rồi, thích rất thích luôn, dùng nha cực hay. Vậy nhá. Đây đây, bật tiếp các bác xem. Thấy không? Các bác có thấy đập dã man không? Đấy, nháy màu các kiểu luôn nhá. Nháy màu các kiểu luôn nhá. Đấy, nháy luôn nhá. Quá chất luôn. Trời. Quá đẹp cho một cái con loài luôn các nhá. Cực kỳ nghe hay, nghe cực kỳ chất luôn các nhá. Đấy, thì các bác nào ưng con này thì vào việc luôn các nhá. Đấy, con này thì nói chung là nhà em bán thì quá nhiều rồi. Đấy, về cái dòng loa này. Đấy. Mở to thì nói to nó. Đây các bác sợ các bác hơi giật mình. Đó thì các bác lên mã cho em là cái con loa B3 đi. Đấy, B3. Thực ra nó là bom box 3. Đó thì các bác lên mã nhanh chú em sẽ là cái siêu phẩm là loa bom box 3. Đấy. Mã của nó chuẩn nếu mà hàng nguyên hộp như này. Thì đây, tên của nó sẽ là tên bom box 3 này. Nhưng mà thì bên em sẽ lên nhanh mã luôn để bác dễ đọc này. Mã của nó sẽ là B3. Đấy, B3 nhá. Giá sẽ là đi 450k. Đấy, 450k và trong video hôm nay thì bên em cũng bao ship tận nhà luôn nhá. 450.000 một con loa bom box 3 hàng mới nguyên hộp như này. Đấy, bát căng check sâu, đập cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, quá chất lượng một con loa nhá, cầm cực kỳ nặng chắc chắn. Đó, pin trâu. Đó, bát căng check sâu, đập rất chất lượng luôn nhá. Đấy, quá ok luôn. Loa B3 nhá, giá sẽ là 450.000 một con. Bao ship tận nhà, hàng mới nguyên hộp thôi nhá. Nhận hàng kiểm tra test thử nghe thử ok thanh toán luôn nhá. Cái dòng dây điện hàng đúc này các nhá. Đấy, dây điện hàng đúc này. Đó, cực kỳ ngon chất lượng. Dây này của nó là dây 2.5 nhá, dây 2.5. Đây. Các bạn nhìn này, đó, Japan CU. Đấy, Japan. Japan là của Nhật này, CU tức đồng nhá. Đấy, nó là dạng đồng Nhật luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng đồng cực kỳ và to. Đó, đây em sẽ tháo cho bác xem một cái cuộn 5m này. Cuộn này trên tay em là cầm là cuộn 5m thôi nhá. Cuộn 5m. Rất là to, dây cực kỳ to. Dây của nó là dạng dây mềm nhá, dạng dây mềm các bạn nhìn này. Đây, em cầm trên tay này. Rất là mềm mại luôn. Đấy, mềm như da bé, mềm mịn rất là thích luôn nhá. Sở rất thích. Hàng này của nó sẽ là hàng ổ đúc liền luôn này. Các bác nhìn này, ổ đúc liền luôn. Nên là các bác cứ thoải mái vật lộn như em với con này. Thoải mái luôn. Bao dùng bao sai luôn. Con này các bác mang đi công trình hoặc là các bác mua về dùng nhà có hay có sự kiện các bác dùng rất ok. Hàng của nó là ổ ra cũng đúc và ổ vào cũng đúc luôn nhá. Dây là dây 2.5, cực kỳ ngon chất lượng. Đấy, dòng này thì em bán quá nhiều rồi. Đấy, bán cực kỳ nhiều rồi. Bao xài bao dùng bác luôn, bao đập bao test luôn các nhá, bao đập bao test luôn này. Đây. Đập thoải mái nhá, riêng cái dòng ổ đúc này các bác cứ nện thoải mái nha, không vấn đề gì luôn, test tùng thoải mái đó. Con này thì một đầu vào và chân của nó chân tròn nhá, chân tròn nên các bác rất là dễ cắm rồi. Và ổ của nó là ba ổ đầu ra, đấy ba ổ đầu ra có đèn báo này, đấy ngoài ra có cái phần móc như này, đấy em sẽ cắm cho bác xem test về cái đèn báo này nhá. Đấy, cắm test bác xem về cái đèn báo này. Đó, có thấy không? Có thấy không? Đấy, nó sẽ lên đèn báo này. Đấy, nó có bóng báo luôn nhá. Rất là ngon nhá, rất là tiện. Nói chung dùng rất là tiện luôn. Nó có cái bóng báo này các bác cắm thì nó rất là tiện luôn. Các bác biết là nó có điện hay không. Đấy, rất là ok. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đây, hàng này thì các bác cứ thoải mái đập phá cho. Thoải mái đập phá này. Đây, em mang búa đập luôn này. Thoải mái đập luôn các nhá. Đây, đấy, thoải mái đập luôn. Không vấn đề gì vì của nó hàng của nó rất là bền, dạng ổ đúc mà, đập không vỡ này. Các nhìn này. Rất ngon luôn nhá, cực kỳ ok. Đấy, những cái dòng mà dây nó đúc liền này này. Đấy, có phần thân lò xo này không bị gập gãy này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đây. Đúc liền luôn, rất là ngon, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Dây là dây 2.5, dây của Nhật các nhá. Đây. Japan CU này. Đó. Thì đợt này về số lượng nhiều nhá, nên là giá rất tốt. Thì bên em có mấy cỡ nhá, mấy cỡ. Đây cái con em vừa quay cho bác xem.
là cái con 5m này này. Đấy, một cái quận 5m của nó này. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác sử dụng nhá. Đấy, quận này của nó là quận 5m này. 5m. 5m các nhá. Đấy, quận này trên tay em đang cầm là quận 5m này. Đó, quận 5m. Rồi là có cái quận sau này thì là cái quận 10m này. Đấy, quận 10m các nhá. Đây, cái quận 10m của nó đây. Rất đẹp luôn. Đấy, rất to tét luôn nhá. Đây, quận 10m đây. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng luôn nhá. Đây. Dây 2.5 này, đó 2.5 nhá, 2.5 Japan này, đó cực kỳ ngon. Dây nét nẹt luôn, các bác nhìn này. Đấy, đây là quận 10m các nhá. Quận 10m này. Đấy, quận 10m. Rồi sau này thì là có cái quận 15m này. Đấy, 15m cũng rất là to tát luôn. Đấy thì cứ tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bác sử dụng sao công việc cho nó phù hợp nhá. Đó, quận này quận 15m này. Cực kỳ ngon, chất lượng. Đây, quận 15m này. Rất là chất lượng luôn. Đó. Rồi đây là cái dòng cái quận dài nhất bên em đang bán, đó là cái quận 30m nhá. Đấy, quận 30m đây. 30m thì của nó thì cực kỳ là khủng bố. Dài, nặng luôn nhá. Dài và nặng luôn, cực kỳ ngon, chất lượng luôn nhá. Đây. Quận này quận 30m này. Đấy. To dã man luôn nhá. Đây. To dã man ngàn luôn. Đó, rất chất lượng luôn. Hàng toàn bộ của nó là đúng như quận 5m kia em vừa quay nhá, cũng đúc ổ đúc rồi là phích đúc luôn nhá. Ổ đúc phích đúc thì nói chung là các bác dùng yên tâm, sử dụng không vấn đề gì cả. Em bao dùng bao xài cho bác luôn nhá. Đấy, cực kỳ ngon. Đấy là quận 30m các nhá. Đó thì em sẽ đi vào báo giá này. Đó thì tổng quan đây. Giá thì cái dòng 5m này thì bên em đang bán là 200.000. Đấy, 200.000 các nhá. 5m thì là 200.000. 10m thì là 330.000. 15m thì là 400.000, 30m thì là 650.000 các bác nhá. Đó thì đây. Đó, quay cho bác xem, các bác có thể cáp lại màn hình. Đó, để các bác nhớ về cái giá của nó này. Các bác alo em để em tư vấn cũng như là chốt đơn của bác nhá. Đấy, 5m thì là 200, 10m thì là 330, 15m thì là 400 và 30m thì là 650.000. Đấy thì cơ bản em có 4 cái dòng dây như này. Đó, để các bác có thể tham khảo lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà nó ưng ý nhất, nó phù hợp theo cái nhu cầu sử dụng của bác nhá, nó không bị thừa nhiều quá và không bị thiếu. Đó thì tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác có thể mua cho mình những cái dòng dây điện nha. Đó, hàng này dùng thì cực kỳ chấm hết luôn. Đấy, dòng này các bác nói chung là các bác mua về cắm nồi lẩu nồi lẹt các thứ nha, thoải mái. Rồi các bác những cái quận già này các bác mua về chiến công trình, chiến sự kiện thì chấm hết luôn. Đó, cái dòng này. Tiếp theo thì đây, lại khu kiện đây. Đó, thì vừa quay rồi. Khu kiện về tiếp tục cái dòng ổ điện đúc luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng luôn này. Đây, đấy, dòng ổ điện đúc 5 chân rồi là 3 chân. Có đầy đủ cả nhá. Đó thì hàng này thì nó hơi nặng nề chút. Em đã để sẵn đây rồi. Không khui nữa. Thì lấy ít ra đại quay đại diện bác xem thôi. Đó thì đây. Có cái dòng 3 chân và 5 chân này. Đó thì sẽ đi vào quay chi tiết cho bác xem nhá. Quay chi tiết bác xem này. Đó, đấy, cái dòng 3 chân và 5 chân và phích cắm này. Đó, 3 chân 5 chân phích cắm. Đây. Đầu tiên là cái dòng phích cắm này. Đấy, chân đồng rất là to tát luôn nhá, chắc chắn này. Đây. Phần này các bác tháo ra và bắt dây vào thôi. Chuyên về cho các bác cắm, phích là phích cao su. Không đập không vỡ nhá và chống cháy. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng. Đây một chiếc phích này. Đó, phích này thì bên em đang bán giá là đi 25.000 các bác nhá. Đấy, 25k cho một chiếc phích này. Đấy, 25k 25.000 một chiếc phích này các nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì có cái dòng ổ 3 chân này. Ổ 3 chân nhá. Ổ 3 chân. Ổ 3 chân thì đang bán là 50.000. Ổ 3 chân thì ổ này nó có lên báo nhá. Ổ này thì nó tựa như cái ổ mà vừa nãy em quay cho xem đấy. Đây này. Nó tựa như cái ổ đúc này. Đấy thì bác nào nhà có dây rồi có thể mua cái ổ này về các bác đấu vào. Các bác dùng sử dụng cũng rất ok luôn. Đó, ổ này thì nó cũng có lên báo đúng như ổ này luôn. Đấy, nói chung là hai thằng nó giống nhau. Đấy, nó cùng một thằng ra thôi nhưng mà nó dạng ổ dòi và dạng ổ liền. Đó thì cái ổ 3 chân này thì bên em đang bán là đi 50.000 nhá. Đấy, ổ 3 chân thì đang bán là 50.000 ổ này. 50k một ổ 3 chân này. Đấy, một đầu vào này và ba đầu ra này có đèn báo này. Đấy, con này có đèn báo nhá, con 3 chân này là có đèn báo nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì là cái dòng ổ 5 chân. Đấy, các bác nào thích nhiều thì các bác mua con này. 5 chân thì cũng là 50.000.
nhưng mà cái con 5 chân này thì nó lại không có đèn báo. Đấy, con 5 chân này không có đèn báo, nhưng mà bù lại thì nó rất là nhiều ổ. 5 ổ lận luôn. Đấy, 5 ổ lận. 1 2 3 4 5. 5 ổ và có cả dẹt cả tròn nhá. Đây là chân dẹt này, đây là chân tròn. Nghĩa là các bác cắm ổ 2 chân hoặc các bác cắm ổ 3 chân đều cắm được luôn. Đấy, cũng rất ok luôn nhá. Hàng thì bao dùng bao xài, các bác cứ đập phá thoải mái cho em luôn, riêng hàng này. Đấy, các bác cứ dùng búa đập phá thoải mái cho em luôn. Bao tét bao xài luôn nhá. Đấy, bao tét bao xài luôn. Bao dùng luôn nhá. Đấy, riêng cái dòng ổ đúc này thì cứ chấm hết luôn. Đó thì bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy. Thì đây, em báo giá lại này, phích cắm 25.000 các bác nhá. Đây, phích cắm 25.000. Đó. Ổ 3 chân này thì là 50.000 này. Đó, ổ 3 chân 50.000. Và cái dòng ổ 5 chân là 50.000 nữa nhá. Đấy, ổ 5 chân 50.000. Hai cái món này là phích cắm và ổ 3 chân. Hai món này thì nó có đèn báo nhá. Đấy, các bác lưu ý là phích cắm và ổ 3 chân là có đèn báo. Còn cái ổ 5 chân là không có đèn báo. Đấy, thì các bác tùy theo nhu cầu sử dụng. Các bác muốn có đèn báo thì các bác mua ổ 3 chân và phích cắm. Còn các bác không cần đèn báo thì các bác có thể mua ổ 5 chân về cũng được. Đó, thì là về cái dòng ổ đúc bên nhau nhá. Đó. Tiếp theo thì là cái dòng băng keo nhá. Đấy, về lại về gặp nhà luôn, đợt này hàng về cực kỳ nhiều để phục vụ các bác đợt cuối năm các nhá, nên các cứ yên tâm mua sắm thoải mái cho em luôn. Đó thì băng keo về số lượng lớn và hàng đợt này thì cực kỳ đẹp, các bác nhìn này, cái cuộn băng keo nó ra gì luôn các nhá, chứ không phải vớ vẩn. Các bác nhìn này, cuộn băng keo nó về chấm hết luôn, quá nét và quá đẹp luôn nhá. Đấy, quá nét và quá đẹp, hàng chuẩn Nhật luôn. Nhìn này, đó, đây, made in Japan, đó, rất ok các nhá. Đây, made in Japan này. Đó, cực kỳ ngon. Nói chung là đợt này em phải ưng nhất là cái đợt này vì băng keo nó quá đẹp luôn các nhá. Băng keo nó chấm hết luôn, cực kỳ đẹp chất lượng. Đây, những cái cuộn màu trắng này, rồi là cuộn màu xanh này. Đấy. Rồi là màu xám này, đấy, màu xám này. Đấy, màu xám. Màu đen này. Cực kỳ đẹp và ngon. Màu đỏ các nhá, màu đỏ này. Đấy, màu đỏ này. Màu vàng này. Đấy, rất là nhiều màu, thoải mái cho bác lựa chọn luôn. Riêng cái dòng băng keo này cứ thoải mái nhá, các bác cứ yên tâm và thoải mái mua sắm với cái dòng băng keo này. Đó thì bên em đang bán cái dòng băng keo này với giá là đi 80.000 một ký nhá. Đấy, một ký bên em bán là 80.000 một cân đấy, là 80 ký, là 80.000. Còn cái các bác mua lẻ một cuộn một, đấy, các bác thích lựa cuộn một, đấy, thì bên em bán là 10.000 một cuộn như này các nhá. Đấy, bán thì là 10.000 một cuộn, còn các bác mua một cân thì là 80.000 một cân các bác nhá. Đấy, 80.000 một cân. Đó, đấy là cái dòng băng keo này nhá. Các bác mua thì em cũng bảo luôn là hàng này là hàng bốc xô, nên là bên em sẽ bốc lẫn lộn các màu. Đấy, hàng sẽ bốc lẫn lộn các bác nhá. Đấy, hàng bốc lẫn lộn các màu. Thì là 80.000 một cân băng keo, còn một cuộn lẻ thì là 10.000 một cuộn các bác nhá. Đó, rồi đấy là về cái dòng băng keo bên nhá. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật các bác nhá. Đấy, Polykia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1.200 mét các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể là cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kèm sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm vào cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá.
Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời, các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời, các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn, rồi các bác có thể là mang đi rừng, đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay, rất là vừa vặn. Đấy các bác nhá, đấy rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay, rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18cm nhá, 18cm. Phần bản rộng này, bản rộng nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9,5cm, gần 10cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10cm, bản rộng là 10cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13cm. Đấy, chiều cao là 13cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng. Thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho các bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này các bác nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá con này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương, cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi. Đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng. Đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào, dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này các bác nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn này thôi, các bác nhìn này. Cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này các bác nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây các bác nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không các bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây, các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, rồi soi trên cây này, sáng dã man luôn nhá. Đây này, ấy sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá, pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn, nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này. Bởi vì nó quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy, cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm uống nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, em sẽ bật bên này chưa. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này các bác nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây, em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá.
khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên, đấy có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng, các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá. Đây, sáng kinh khủng luôn đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con này pin em đang đi này. Đấy, các bác nhìn này. Đây, các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá. Đây, đấy, đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây, sáng như ban ngày luôn. Đây này, đấy, đây, các bác nhìn này. Đây, chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây, em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy, đấy, có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá, em bật lên này, sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này, ui dồi, dã man luôn nhá. Một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng, mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây, đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy, bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy, sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó, đây, bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn, như ban ngày luôn nhá. Đấy, rồi, đấy là về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu đấy 350k, giá cũ đấy, giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.